Cái giấy à? Tìm thấy rồi. Ở trong nó kẹp trong đấy rồi chưa? Tìm thấy mà. À, còn nhiều. Bố mày cứ bảo hết rồi, cái gì cũng hết rồi. Chia sẻ với mẹ cả. Con này đẹp quá mà lại bị cháy mất một tí chứ. Tiếc thế. Nấu nấm rồi, nấu nấm rồi, còn gì nữa đâu mơ không cưới sầu. Cả nhà. Với cái mật khẩu wifi vậy gì? Mật khẩu Facebook. Bia chữ bờ viết hoa. Ngày tháng năm sinh của con. Hello hello mọi người nha. Những ngôi sao trên cao đã người văn tấm sau. Hello các bác, hello các sếp. Thấy em chấm giúp em xin một chấm tương tác nha cả nhà thân yêu ơi. Hello mọi người. Không mang cái chân váy nào sang đây để mà mặc thử vào sơ mi. Tần hành là rất là cái tần hành luôn. Rồi kiếm cái quần. Chào bạn Mây. Kiếm được cái quần. Cái chân váy đen nào không nhỉ? Ôi trời ơi. Đấy. Vẫn quên cái túi. Cái gì? Túi đồ xuống theo hình cho ông ở dưới xe. Sắp tối mẹ ăn. Đứng dậy ở xe nào. Sao trên cao nắng mới ban tấm sao. Nay có thông báo không? Có. Mấy hôm nay không đều không nhận được thông báo đâu. Mấy hôm nay khách đều không nhận được thông báo luôn. Người nha, thấy em chấm cho em xin lửa chấm các chị ơi. Chào nhau em, chào em cái. Trời ơi, được cái chân váy đẹp thì lại hỏng quá, biết đâu. Tại sao như vậy? Như vậy là tại sao như vậy? Mạng xem được đúng không? Vấn đề bây giờ là có khách vào xem hay không thôi. Chứ mọi thứ đều ổn rồi đấy các chị ạ. Vấn đề bây giờ có khách ăn món này của em không thôi. Review à? Những ngôi sao trên cao. Cho mẹ nhờ vậy. Bố đang vào bằng Facebook của bố à? Bằng các Facebook mẹ à? Hello mọi người. Đợi em 5 giây nhá.
Vâng, hôm nay Bi ở nhà với ông. Cái máy này của bố lại còn không có ấy nữa chứ. Không có. Mẹ tải đi. Hello. Internet đấy. Tải lâu lắm. Hello. Hơi muộn. Hôm nay gia đình đi ăn về hơi muộn bác ạ. Hello cả nhà. Thế em cho em nửa chấm. Ê, có con nào xanh này xinh lắm chị ăn Ruby ạ. Con nào xanh này xinh này nhưng mà nó đang hơi bị lỗi một xíu. Thôi em gọi chị Trang nhá. Mưa bong bóng ơi. Tình yêu mưa bong bóng ơi. Này, con này đẹp không? Một con nào siêu phẩm cả nhà chấm cho em xin một chấm nha mọi người, cho em xin nửa chấm nhá để bắt đầu em bán hàng luôn nha các bác ơi. Để bắt đầu em xin phép bán hàng luôn ạ. Cái con áo này gọi là nhất phẩm phu nhân luôn. Hả? Bơm hả? Ít hơi bị xinh gái, những người xinh gái thường có những cái lý tưởng giống nhau. À, hi hi. Con nào em đang cầm nha mọi người ơi, cái này là ừ. Này cái con này nó là đính ngọc nhá, nó là đính ngọc này. Cái phần tay của nó sẽ là voan nha. Con này mặc siêu siêu đỉnh luôn, thật sự. Nó rất là sang nhưng mà nó đang hơi bị lỗi một tí nên con này em sẽ bán giá yêu thương hơn nhá, chứ thực sự là cái con này nó gọi là siêu phẩm của em đấy. Nó không có nhiều mọi người ạ. Nó rất 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 là đẹp mà chất của nó cực kỳ thích luôn ấy. Cái ngọc này này của nó là đính nhá. Cái ngọc này của nó là đính luôn ạ. Cái này mọi người có thể quay máy thoải mái giúp em luôn. Thật sự là cái con này quá xuất sắc luôn ấy. Xanh con này đang đánh ở mắt là xe hết đấy. Nhưng nó sẽ hơi một lỗi một xíu nhá. Đây để em mặc thử lên cho mọi người xem không? Bắt đầu mọi người xem có lấy được không nhá. Nó đang đánh ở mắt là xe hết. Nhưng mà con này em nghĩ là phải xem mờ người ạ. Nó đang đánh ở mắt là xe hết. Nhưng mà em nghĩ là phải xem mờ mờ lớn ý. Nhờ. S gì con này? Con này S mặc rộng lắm hoặc là form con này nó rộng ý. Thì mọi người phải là S lớn. Đại khái là nó đánh ở mắt là sẽ S thật. Con xanh này đẹp cực kỳ luôn. Siêu đỉnh luôn. Thật sự đây em thử cho mọi người xem. Dáng đẹp lắm. Dáng đẹp rụng tim. Form đẹp chưa? Xanh nha cả nhà. Nè, dáng đẹp không? Cái phần tay của nó sẽ là mix với voan ạ. Tay của nó sẽ là mix voan và tay của nó sẽ là mix voan nha cả nhà ơi. Mix với voan này, bên trong là voan này, bên ngoài là chất tuyết mưa nha. Đây, nó bị lỗi một xíu như thế này. Nó như kiểu là không may bị xé một tí. Đấy, có nhìn rõ không? Nè, dáng đẹp nhở. Con này phải size ML mới vừa con này giúp em. Em nói thật là con này nó rất là xinh. Nhưng mà con này em nghĩ là phải size ML. Tại vì S con này em nghĩ là không vừa được đâu. Con này không, S không vừa được đâu. Đẹp lắm, chị Trang lấy con này này. Đẹp cực, đẹp thật sự đấy. Con này em nói thật nhá, nếu như mà nó không một tí vết thì em phải bán là 280.000. Nhưng vì nó bị lỗi thế này nên em xin phép em bán là 180.000 ạ. Nó quá xuất sắc luôn, con này mà các bạn không lấy em để mặc. Tại vì nó đẹp lắm, nó đẹp cực kỳ, nó mới tinh luôn ấy. Nhưng mà không may ý, kiểu nó cũng chỉ là một cái vết rất là nhỏ. Cái này phải nhìn kỹ mới để ý ra ấy. 180.000 nhá, lấy cho em xin mã xanh 180 ạ. Xanh 180 ạ, xinh quá. Màu xanh của nó sẽ là kiểu màu xanh cổ vịt ý. Em này nó sẽ là bản màu xanh cổ vịt đấy mọi người. Em cũng không do đây này. Nó đánh ở mắt là vai thì thoải mái chứ ạ. Vai con này là vai nhỏ thôi, cũng không phải là dòng vai to. Đây đây em có nó điêu đâu. Ở mắt nó đánh là size S mà. Hoặc là cái phong size này nó như thế. Nè, ở mắt nó đang đánh là size S mà. Để em đo vai nhá. Đẹp nhở, 180.000 thôi. Xinh lắm ý. Ê ơi, bao ngày chờ đợi mới có một con này. Hôm nay rất là nhiều crop top luôn. Thật sự hôm nay rất là nhiều crop top luôn ạ.
Đúng rồi, chỉ cần áo sơ mi, chỉ cần vai vừa là được. Vai vừa là mặc sẽ không bao giờ bị phô, bởi vì nó sẽ có rất là nhiều những cái form mà rộng ấy. Nó rất là nhiều những cái form rộng. Bao nhiêu? 32, 33. Ui vừa luôn chị ạ. Vai con này là vai 33 nhá. Vai con này là vai 33 người đâu. Vai con này là vai 33. Vai 33 chắc là nó vẫn đo theo kiểu vai vai xe đấy. Em chào chị Hương. 180.000 thôi, đẹp ngất ngây luôn. Thật sự nếu như nó không phải là bị một cái lỗi xíu xiu như thế này, em sẽ bán là 280.000 đấy. Là cái con này gọi là cứu cả kiện luôn đấy. Tại vì một kiện nó tại vì cả một kiện ấy nó không có đáng bao nhiêu con đâu. Một kiện nó không có đáng bao nhiêu con đâu. Ok. Ok ok ok, để em thử lên kiện lên canh cho xem. Để em thử lên con canh cho xem. Chồng ơi cho vợ mượn cái con chân váy xanh ở đấy cơ. Không, ở bên dưới chồng ạ. Màu xanh tím than ở bên dưới, ở bên cạnh cái bé bé ấy. Đây đây đúng rồi, đưa đây cơ. Đây, em thử với lại con chân váy này cho mọi người xem luôn nhá. Hello chị Hương. Chị Hương có vừa váy không? Quên cô chưa ngày nhận được tin nhắn của chị Hương rồi. Đây đây đây, em thử lên canh xong em sẽ đọc mã cho mọi người nha. Nói thật sự luôn là nó rất đẹp nhưng mà nó bị lỗi một xíu xiu như thế. Tiếc lắm ấy, tiếc ngẩn tiếc ngơ ra. Con trưa ngày đang đứng là xong rồi tự nhiên nó bị lỗi một xíu xiu như thế, tiếc ngẩn tiếc ngơ. Tiếc ngớ ngẩn ra. Tại vì nó đẹp quá. Hello chị Thu, hôm nay rất là nhiều sơ mi đẹp luôn. Chắc là hôm nay em nói thật em chỉ làm được sơ mi thôi. Bởi vì em chị vẫn chốt à? Ok ok. Thế thì để con này cho chị Nguyệt. Đây nhá, Nguyệt ơi, cầu vai con này mặc ok này. Nhìn thấy chưa? Đẹp xa man à? Em cảm ơn chị. Cái gì nhỉ? Hôm nay cứ nghĩ là ít áo sơ mi mọi người ạ. Xong rồi đến khi á lọc ra ti tỉ. Ui, nhiều kinh khủng khiếp. Áo sơ mi nhiều quá. Đây để em thử lên canh cho. Con này mặc ok đấy người ạ. Nó sẽ như thế này. Tức là em mặc thì nó sẽ kiểu khác. Nhưng mà kiểu form size S. Canh nhà em là canh size S nhỉ. Canh size XS ý. Canh size XS luôn ạ. Thì nó lại mặc cho kiểu khác. Ui, đúng như kiểu là ấy nhá. Ok cho Băng Nguyệt này. Đẹp quá. Cho em xin phép em để đây nhá. Em khoe với toàn bàn dân thiên hạ một tí nhá. Một tí thôi. Chết rồi. Một cái cặp tóc nhỉ. Chị Hương ơi, còn nhiều sơ mi đẹp lắm. Chị Hương vào xem em nhá. Với lại áo phông ạ. Nếu như mà kịp thì em sẽ làm thêm một ít áo phông nữa nhá. Không bị lộ một tí nào luôn cơ mà. Thế thì cái lúc mà lấy hàng em mới không nhìn thấy. Không bị lộ luôn. Đấy khi em nà ấy. Em nà thì em phải căng ra thì em mới nhìn thấy ấy. Đẹp nhờ. Rồi tiếp tục bán hàng nha mọi người ơi. Tiếp tục bán hàng ạ. Hello hello Thu xinh đẹp ơi. Tiếp ạ. Lên crop top cho mọi người nhá. Thôi lên con này đi. Con này em cũng rất thích này. Ok cho chị Nguyệt 180.000. Con này đẹp không? Ừ xong rồi, sửa xong rồi. Tháo ra. Con này size tầm M. Con này phải size ML mới vừa con này giúp em nhá. ML mới vừa em này giúp em ạ. Chất liệu kiểu là lụa ấy. Con này có pha lụa nha mọi người. Em này nó sẽ có pha lụa nhá. Có pha với lụa này. Có pha với lụa, lấy cho em xin mã 180 ạ. Ui đẹp quá, cái màu xinh quá. Con này thì phải size ML mới vừa giúp em nhá. Lụa, lấy cho em xin mã lụa 180.000 ạ. Lụa 180 cả nhà ơi. Lụa 180 nhá. Cái màu bản màu của nó sẽ là kiểu màu hơi long long như thế này. Lụa 180.000, lấy cho em xin mã lụa 180. Chị Thu ơi, có mấy con sơ mi đỏ đẹp không? Lụa 180.000 ạ, lấy cho em xin mã lụa 180 cả nhà nhá. Lụa 180, con này mắc đẹp luôn. Size ML mặc đẹp con này giúp em nhá. Lụa 180.000 ạ, lấy cho em xin mã lụa 180 nhá. Lụa 180, lụa 180. Thu ơi, con này cái họa tiết của cái khuy này này, nó là bằng kim loại nhá. Ui nó xịn vãi. Thề luôn ấy, nó xịn lắm ấy, cái khuy này nè, nó bằng kim loại đấy, chứ nó không phải bằng nhựa vớ vẩn đâu, nó bằng kim loại chị ạ. Nó bằng kim loại nha, nó rất là nặng tay luôn ấy. Nó rất là nặng tay cái áo luôn, màu đỏ nha. Em không cởi cúc đấy. Em thử luôn nhá, vừa luôn chị Thu ạ. Vừa luôn thôi, tay các thứ cũng vừa luôn nha. Lấy đỏ, con này mặc mắc chất mắc xinh luôn. Chất mặc mắc đẹp luôn ấy. Lấy đỏ này cho em xin mã đỏ nhá. Cho Thu này. Đẹp nhờ. Đẹp nhờ. Này, cho chị Thu này. 170.000 ạ. Chị Thu rùa 170 này. Cho chị Thu rùa 170 này. Tiếp nha.
Ôi em nhiều lắm. Này, con này chỉ size S thôi này. Mắc Nguyệt có lấy con này không? Size S gì nhá? Con này cái họa tiết của nó sẽ là họa tiết vân loang như thế này ạ. Họa tiết vân loang nhá, size S gì mặc đẹp con này giúp em. Họa tiết vân loang cả nhà nhá, dáng crop top. Dáng crop top lệch vai ạ, à trễ vai, vân loang. Lấy cho em xin mát loang. Đỏ em hết ạ. Đỏ em hết mọi người ạ. Tiếp theo mọi người thích đỏ hay có nhiều đỏ lắm. Lấy cho em xin mát. Ui con này đẹp này. Chị An Ruby ơi. À quên, chị Trang ơi. Của Zara nhá, size L nhá cả nhà ơi. Một em của Zara size L. Đỉnh chưa? Zara size L. Thôi đợi em một xíu, còn nhiều lắm. Hôm nay rất là nhiều áo sơ mi đẹp thiệt. Hôm nay rất là nhiều áo sơ mi đẹp. Áo của Zara size L. Nó đang đánh mác là size L mọi người ơi. Em nó đang đánh mác là size L ạ. Hôm nay mặc cái chân váy không phải của ok ok chị, không phải của mình ấy, nên nó không tự tin cho lắm. Chân váy đi mượn. Size L ạ. Con này em đang mặc hơi rộng. Con này em đang mặc hơi rộng mọi người nhá. Em đang mặc hơi rộng một tí. Nè, đẹp không? Áo của Zara mọi người ơi. Áo của Zara nhá, lấy cho em xin mã Zara. Tùy từng chiếc thôi ạ chị ạ, nhưng mà rẻ lắm ạ. Con này em bán cho mọi người giá là 200 nghìn nhá. Lấy cho em mã 200 đi. Zara size L 200k. Con này mà cuối quần jean đẹp lắm này. Zara 200.000, lấy cho em xin mã 200 nhá. Áo ren đen đây. Ui con này đúng size S luôn người ơi. Xinh chưa? Ui con này mắc xinh. Con này hôm nay là hàng em còn kiếm được một con nữa đấy. Em hôm nay là hàng hình như là kiếm được hai con nữa, vậy là hai con nữa. Con này thì kiểu khác rồi này, còn một con nữa cơ, cũng là cổ phối nhung. Nhưng mà con này em thấy cũng sang, con này có thể móng mic ở trong váy ấy, nhìn rất là đẹp ạ, hoặc là mic trong yếm ấy mọi người. Đây cái chất vải của nó đây chị ơi, nó không phải là chất đều đâu, nó là von, nó là cái von von này này. Đó. Em này lấy cho em xin mã đen nhá. Em sẽ bonus cho mọi người thêm một cái lót nữa. Lấy cho em mã đen nhá, 160 nghìn ạ. Đen 160, con này thì chỉ cho size S thôi mọi người ạ. Em này thì chỉ size S thì nó vừa giúp em thôi nhá. Von 160 nghìn ạ, lấy cho em xin mã von 160 nhá. Cái form này mặc sang lắm, von 160 ạ. Lấy cho em xin mã von 160k. Von 160 ạ. Von 160 cả nhà ơi, lấy cho em xin mã von 160 nhá. Tiếp này, chị Thu ơi, lại màu đỏ nữa không? Màu đỏ đi cho nó hết yêu cuộc đời luôn. Cái đỏ này thì tay của nó sẽ hơi chung chuông một xíu. Von 160. 150, 160. Thế à? Nhớ meo đâu. Chất hả? Đây. Chưa nhìn rõ. Chất đây. Nó là chất von. 150 nghìn à? Ừ thì 150. 150, 160 khác méo gì nhá. Đây, cái chất của nó sẽ là chất von như thế này nhá. Mua con này rẻ rúng trên shop P phải hơn 200 nghìn. Thật. Nó không phải là hàng hãng hùng thì nó cũng phải là hơn 200 nghìn. Con này thì em không phải là, con này không biết là có phải hãng hay không đâu, bởi vì nó sẽ kèm theo một cái lót ấy. Nhưng mà nó bị mất lót rồi, bởi vì hàng xi mà nó không sẽ không còn lót nguyên vẹn cho mọi người đi kèm đâu. Hàng rất xịn luôn. Con này ấy, nó sẽ không có có mác ở đây chị Nguyệt ạ. Nó sẽ là mác, em nghĩ là mác ở trong cái lót ấy. Em nghĩ là mác nó sẽ làm một cái lót lót ấy. Đỏ nhá. Đỏ này. Con này chỉ tầm size SM mặc đẹp, con này đỏ này giúp em thôi. Đỏ này chỉ tầm size SM là mặc xinh nhá. Đỏ này chỉ tầm size SM là mặc đẹp. Ui, phòng con này mặc xinh quá. Đỏ size SM là mặc đẹp ạ. Lấy cho em xin mã đỏ ạ. Con này để mọi người giá là 140 nghìn nhá. Đỏ 140 size SM thôi. Đỏ 140 nghìn size SM thôi. Lấy cho em xin mã đỏ nhá cả nhà ơi. Con này chất rất đẹp nha. Không đẹp không lấy tiền luôn. 150 nghìn ạ. Lấy cho em xin mã đen size S thôi mọi người nhá. Phong con này chỉ tầm size S là vừa thôi. Size S là vừa giúp em thôi. Con này sẽ có kèm thêm một cái lót nữa đi. Sẽ kèm thêm một cái lót nữa đi. Ok ok. Đây. Tinh. Chắc con này phê vãi. Chắc cái con xanh này đỉnh vãi trưởng. Đây. Em vừa thử lên cho chị xem cái form cổ thôi nha. Tại vì con này thì chắc chắn là size S. Ui đẹp chưa? Có ôm chị ạ, cái dáng của nó đấy ạ. Xuất sắc luôn. Trời ơi, đẹp chưa? Canh của chị gái chị rồi chị ạ. Canh đấy của chị gái chị hot được rồi đấy. Ai nhỉ? Chị Thu ơi. Chị Thu ơi, đẹp chưa? Màu xanh nhỉ, một em sơ mi xanh. Xanh lụa. Các bác ơi, size ML mặc đẹp con này giúp em, xuất sắc.
Chị có mặc cái dáng lệch vai một tí không? Có nhiều dáng lệch vai yêu lắm. Thật sự luôn là hôm nay rất là nhiều dáng lệch vai xinh. Nè, con này mạch mặc nó sẽ kiểu lệch vai ạ. Chất liệu lụa. Lệch vai nha. Xanh nha, xanh lụa nha cả nhà ơi. Ừ, thì hai chị em cứ chia nhau. Nhưng mà tôi nghĩ là size S mặc vẫn ổn đấy. Tại vì vừa là tôi thử xong á, là tôi thấy size S mặc vẫn ổn mà. Size S vẫn ổn, ổn áp lắm. Nè, con này đẹp không? Ui, con xanh này xinh quá. Một em lụa xanh nha cả nhà ơi. Dạ. Vũ Minh Nguyệt. Có chốt con đen luôn không? Để lão Linh lão chốt 150.000. Con xanh này cho em xin mã xanh nha cả nhà. Lụa, 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 lụa xanh nha. Lụa xanh 160.000 ạ. Chị ơi, con này đẹp quá. Chị Thu ơi. Này, một bên của nó sẽ có khuy như thế này nhá. Lụa này. Nhiều dáng con đẹp lắm. Con này tầm size SM đều vừa. Tại vì nó là form kiểu lệch vai ấy, nên size SM đều mặc ok. Con này giúp em nhá. Đẹp nhở. Em xin phép rúm một tí trước lại thôi nhá, cho nó nhanh. Tại vì hôm nay đã live muộn thì chớ không lại còn live lâu nữa thì nó sẽ lệch vai như thế này cả nhà ơi. Size SM mặc đẹp con này giúp em nhá. S hoặc M đều vừa. Con này ạ, thì S hoặc M đều vừa nhá. Tay của nó sẽ lệch như thế này ạ, 180.000 ạ. Lấy cho em xin mã 180 các bác nhá. 180k lấy cho em xin mã 180 ạ. 180.000 ạ. Chị nào lấy có mở giúp em xin mã 180 cả nhà ơi. 180 nha các bác ơi. 180. Đúng rồi, đúng rồi. Cho em xin mã 180. Cái gì nhỉ? Nói, 180.000 ạ. Cho em xin mã 180 ạ. Quá đỉnh luôn. Quá là đỉnh luôn. 180 nha. Cho em mã 180 nha. Cái gì? Đẹp chưa? Mã 180 ạ. Mã 180 ở nhà nhá. Hôm nay toàn lên lụa cho mọi người luôn mà mọi người không khất à. Toàn lụa luôn ấy, toàn mấy con lụa xinh vãi. Lụa xinh xẻo. Lụa xinh xẻo luôn. Lụa 180.000 này cho em xin mã lụa 180. Con này cũng xinh này. Con này nhà em nó sẽ là form kiểu buộc eo ấy. Con này nhà em nó sẽ là kiểu form buộc eo nhá. Đây, nó sẽ dư này. Nó sẽ dư này các bạn. Các bác ơi, các bác. Nó sẽ kiểu như thế này nhá. Đây em mặc theo kiểu bản năng thôi chứ em cũng không biết rõ chính xác là nó sẽ mặc kiểu gì đâu nhá. Đúng theo kiểu sao? Tông hạ. Tông hạ gì? Ê cái này nó hạ ngay mà. Ơ chị Thu, chốt cho chị Thu rồi gì? Mọi người ơi, em ế. Con này đẹp chưa? Con này đẹp nhở? Con này xinh lắm. Con này thì đang đánh ở mã là size S đấy. Con này thì đang đánh ở mã là size S đấy. Nên em bảo là size SM đều vừa mà. Con này đang đánh ở mã là size S này. Nhưng mà em mặc vào thì em thấy SM đều vừa. SM đều mặc được. Kiểu cảm giác mặc vào thì SM đều mặc vừa. Con này đẹp lắm. Lụa 180.000. Con xanh em đang mặc nha cả nhà ơi. Xinh nhở? Cái tay của nó sẽ phồng phồng như thế này nhá. Thế á, không rõ đâu. Cứ thế này đi cho nó dễ hiểu. Lấy con này cho em xin mã xanh nha. Mã xanh 150.000 ạ. Xanh 150 cả nhà ơi. Xanh 150 nha. Có Thu lấy con này không? Chất siêu mát luôn. Ừ. Xanh 150 này. Lấy cho em xin mã xanh 150 này. Con này này, con này là màu kẻ bơ nhỉ. Ui, cái màu xinh chưa. Màu kẻ xanh bơ nhạt nha cả nhà. Màu kẻ xanh bơ nhạt. Lấy con này cho em xin mã. Đẹp nhở? Ui, đẹp thế, mặc với quần jean ạ. Mặc với quần jean hoặc quần short đều đẹp hết. Mặc với quần jean hoặc quần short đều xinh giúp em nhá. Quần jean hoặc quần short đều đẹp hết giúp em nhá. Lấy cho em xin mã phối ạ. Lấy cho em xin mã phối nhá, 160.000 ạ. Phối 160. Thế là lấy phối, có một phối giúp em 160 ạ. Một em lụa này. Trời ơi, xuất sắc chưa? Cái này của nó sẽ là viền kim loại em mọi người ơi. Lụa trắng ạ, lụa trắng nhá. Lụa trắng size ML mặc đẹp con này giúp em. Lụa trắng size ML mặc đẹp con này giúp em nhá. Lấy cho em xin mã lụa. Chất liệu lụa các chị ạ. Lụa trắng ạ. Bác nào lấy lụa này có mời cho em xin mã lụa. Lụa 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 lụa. Chất lụa nha. Chế nào lấy lụa có mời lụa giúp em nhá.
Một em màu tím này, tím cổ lơ. Buồn nhỉ? Bán hàng mà buồn nhỉ? Cười cái cục cứt đó. Ôi con này bị mất hết khuy rồi này. Cái này chất tơ mọi người nhá. Em này là chất tơ còn nguyên mác luôn, size ML luôn. Con này cũng tầm size ML vừa giúp em luôn. Lấy cho em xin mã tím nhá, size ML mặc đẹp. Chất tơ bản màu tím ạ. Chất tơ bản tím. Tơ tím, tím tơ tơ. Cái gì? Không hạp vỉa. Ui một con trắng siêu phẩm. Ui mọi người ơi, mọi người mà không mua là em bỏ qua đấy. Chứ bán buôn này buồn lắm. Chết đói, chết đói, chết đói, chết đói, chết đói. Đen đẹp chưa? Đen đẹp nhờ. Đây, con đen này cũng size tầm ML vừa. Con đen này giúp em nhá, xinh quá. Cái tay của nó sẽ là tay chuông chuông như thế này. Đen ạ, trời đen này các mừng cho em mã đen nhá. Nó là đen ren. Nó sẽ là chất liệu đen ren ạ. Lấy cho em xin mã đen. Bà nào lấy đen này các mừng đen giúp em nhá. Bà Nguyệt không lấy con này à? Chỉ hỏi thôi. Chán đời vãi. Đen này hả? Với mấy con này treo hết chứ. Ừ treo hết đen. Hả? Đen. Đen 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 đen. 100 chị võ xương lấy con này à? Cổ ôm thế chị còn muốn ôm như thế nào? Bởi vì nó là chất chất nhung ấy, nó không thể ôm xếp 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 rồi chị sẽ không thở được đâu. Em lại chị ấy. Thôi bỏ qua đi. Này con đen này đúng không? 180.000 nhá. Chị võ xương này đúng không ạ? Đen 180 này. Chị võ xương đấy này. Chị ơi inbox cho em xin thông tin địa chỉ nhá. 180.000. Em còn một con đen này nữa thôi. Con đen này cùng chất liệu vải luôn nha. Thật thế chứ? Không chắc thế là được rồi. Cái cổ ôm thế là được rồi. Cái con này nó sẽ không bị nó không bị khó chịu đâu, nó không hề bị dặn một tí nào nhá. Hình như em có một con đen nữa thì nó sẽ là bằng như kiểu là chất kim tuyến ấy, chất kim tuyến, chất kim tuyến ấy. Nhắn tôi nữa. Ai muốn nói gì đâu. Thu ơi, này con đen này xinh này. Con đen này hình như là có cái cổ lơ hay sao ấy. Đây 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 chị Thu ơi. 160.000. Con này đẹp nhỉ. Đây. Ok đen cho Thu này. Xinh chưa? Hello chị Hương. Con này hình như là size M chị Hương ạ. Size ML hay sao Hương ơi. Mà hàng hiệu luôn. Mấy ngày hôm nay em không để chị đâu, em nhớ chị ấy. Em bị nhớ chị ấy không ạ? Nhận hàng chưa? Ok không? Cảm giác con em bán hàng có ok không? Chốt chốt vào đi bố ơi. Bị đông khách rồi bố ạ. Con xanh này nha, siêu xuất sắc luôn. Cái con này nó là chân váy hiệu luôn đấy Hương ơi. Hiếp bộ em. Chân váy hiệu luôn chị Hương ạ. Đấy. Xịn nét đẹp đẹp luôn. Chân váy hiệu mà. Size tầm ML nhá. Thế à? Em cứ tưởng mọi người không nhận hàng không ưng, mọi người buông em ấy. Tại em sợ lắm. Thật sự luôn là em thì toàn khách quen thật đấy, nhưng mà nhiều khi kiểu cũng có khách mới ấy. Kiểu muốn thành khách quen ấy, xong mọi người nhận hàng xong mọi người mất tích luôn. Em khiếp vãi. Em không biết là hàng có bị làm sao không, em chỉ sợ bị ăn chửi thôi. Nhưng mà em cũng tự tin về hàng. Ui con xanh này đẹp vãi trưởng. Trời ơi con xanh này sao nó sân dữ vậy bay. Con xanh này xinh quá này. Size M là mặc đẹp con xanh này giúp em nhá. Hương ơi đợi em một xíu em thử cái con đấy cho chị xem. Con này đúng không? Con này mà mặc với một con áo trễ vai nữa thì chấm hết chị Hương ạ. Con đen chị thu bao nhiêu đây? Chân váy hiệu nhá. Chân váy hiệu em vừa luôn, em mặc vừa dít dìn luôn. Con này nó là form bụng eo ấy, nên size M đều vừa, con này thoải mái giúp em. Tóm lại là các chị mặc bao nhiêu thì các chị buộc cái phần eo này vào giúp em. Ơi. Con đen chị thu bao nhiêu? Ở 160.000. Kiểu nó không phải là size của em, chắc chắn thì nó không phải là size của em rồi. Chắc chắn nó không phải là size của em, là cái này phải nhỏ hơn em một xíu nữa thì mặc mới đẹp. Con này thì phải là bác nào nhỏ hơn em một xíu nữa mặc mới đẹp nhá. Con xanh lụa, trời ơi, ngất ngây luôn, đẹp nhờ. Lấy xanh này cho em xin mã xanh ở nhà nhá. Tay của nó sẽ chuông như thế này ạ, 180.000 ạ. Lấy cho em mã xanh 180 nhá. Xanh 180 ạ, lấy cho em xin mã xanh 180. Trời Hương ơi, xanh 180 nhá. Đây để em thử cho. Em thử với lại trễ vai cho chị xem nhé. Những cái bản đấy thì cứ phải mặc với mình em trễ vai. Xinh gái. Năm nay minh minh nắm nánh vào. Để em xíu xíu. Mấy con trễ vai đâu hết rồi nhé.
Vấn đề là đang không tìm. Vấn đề đang là không tìm thấy con trĩa vai đâu. Mấy chiếc trĩa vai đẹp lắm luôn á. Mà đang không tìm thấy đâu. Nó không đánh sai chứ. Nó lại đang không đánh sai ở đây mà sai của nó bị mờ mẽ nữa rồi. Nó không đánh sai đâu, con này kiểu dòng dòng free size. Con này em nghĩ là sẽ SM đều vừa. SM sẽ đều vừa bởi vì nó là form bụng eo, nó như nó giống mấy cái gói form váy bụng eo ấy. Nó sẽ tầm size SM đều vừa giúp em nhá. Size SM đều vừa. À thôi, thử cái con này đi. Em thử cái con lệch vai này với con này đi. Dạ. Cái gì? Không biết. Không biết luôn. Chị Sương ơi, hình như chị có chụp ảnh màn hình. À chị có chốt qua điện thoại. À số điện thoại rồi. Nhưng mà dạo này em lười gọi lắm. Tại em sợ mọi người làm phiền mọi người ấy. Em toàn chốt qua tin nhắn thôi. Đây nha, em thử con này cho mọi người xem nha. À em thử con này cho bác Hương xem nha. Được là hiếp luôn. Hiếp luôn, không phải ngấy. Tiếp nha cả nhà. Con xanh đẹp nhỉ. Lấy cho em xin mã xanh đi. 180.000 ạ. Đấy. Hiếm mấy con đó lắm ấy. Eo của em hôm nay cũng là xe ML nha cả nhà ơi. Bởi vì hôm nay em vừa mới đi ăn thì sao. Lò lắm. Bị béo lắm. Size ML là mà ok ạ. Size ML là mà ok ạ. Con này tầm size ML là mà ok nha. Em mặc ok nha. Đẹp không? Xinh chưa? Chân váy xanh bèo. Lấy cho em xin mã xanh nha. Size ML là mặc đẹp ạ. Áo em đang mặc này. Chị áo để áo này cho em xin mã áo nhá. Con này, những cái bản này mọi người cứ bằng những cái form trễ vai ấy. Đẹp không? Nhưng mà chắc là size M. Size M đi cho chắc. L thì em không dám chắc nhưng mà chắc chắn nó sẽ là size M nha. Chắc chắn nó sẽ là size M nhá. Một em chân váy hiệu ạ. Size M mà xinh. Cho nên cũng được. Size M mà xinh con này giúp em nhá. Lấy cho em xin mã chân váy ạ. 280.000 nha cả nhà ơi. Chân váy 280. Áo em đang mặc này. Lấy cho em xin mã áo nhá. Tiếp ạ. Qua nha cả nhà ơi. Con này với cái này là trước eo. Xong rồi. Nó bị hỏng khóa đó chị. Nhờ vẫn phải mặc bởi vì đang không có cái gì để phối cùng. Ơi. Quả chân váy á hả? Hay quả gì? Quả chân thì váy á hả? Hay quả gì đấy? Tiếp nha, tiếp nha. Em đơn tiếp đây. Crop top màu đỏ này. Ui con này chỉ size S thôi. Con này chỉ size S thôi. Xinh quá. Thu ơi, em cứ dơ vội nha. Chị Thu thích cái gì thì bảo em để em thử nhá. Này, con áo này xinh chưa? Ngắn tay nhá. Họa tiết hoa tulips. Ở đâu hoa này hoa gì? Cho em bác hoa đi. 160.000 này cho vợ ít nữa này. Áo này của chị gì đây? Hay mới à? Lấy cho em xin bác hoa đi. Bác nào lấy hoa này các mời cho em bác hoa nhá. Mặc những cái form này với quần suông. Quần bò ấy, đẹp. Lấy cho em xin bác hoa. Lấy hoa các mời cho em xin bác hoa nha cả nhà thân yêu. Có chị nào mà thích kiểu dáng áo giống quần không? Kiểu dáng áo váy ấy mọi người. Đẹp không ạ? Áo váy nhá, cái phần này của nó sẽ là thêu ạ. Lấy cho em xin mã váy ạ, nó là áo giấu quần ý, áo giấu quần. Mặc thành váy sơ mi, mặc thành váy sơ mi suông ấy quá. Lấy cho em xin mã áo nhá, 180.000 ạ, áo 180 này. Con này đẹp này chị Thu này. Size L chất lụa nhá. Xinh kìa. À không phải chất lụa đâu, nó như ở dạng cốt tông ấy. Size L ạ, chất kiểu cốt tông ạ. Con này là size L. Lấy cho em xin mã trắng ạ. Ui, đẹp thế. Size L nha mọi người ơi. Này, ngọc trai rất kiểu. Size L mặc xinh giúp em. Đây, con đen này. Đúng gu, đúng bài chưa. Đây nha, đen nha. Size L mặc đẹp. Con này tầm size ML luôn ạ. Em đen này size ML luôn. Chất liệu van nha các bác. Đen size ML chất van. Tay của nó sẽ là tay chuông như thế này ạ. Đen size ML chất van này. Đen size ML chất liệu van. Đen size ML chất van. Cho chị Thu đen này. Đẹp nhỉ. 160 cho bác Thoan này. À cho bác Thu này, quên cứ bác Thoan. Cho bác Thu này, 160. Xinh. Tôi biết là bà thích mấy kiểu phong basic rồi. Thu 160. Con này đẹp không?
Một con lụa đỏ nha cả nhà ơi. Một em lụa đỏ hàng hiệu ạ. Một em lụa đỏ hàng hiệu nhá. Hôm nay chắc chỉ có đủ thời gian để làm sơ mi thôi, bởi vì hôm nay rất là nhiều sơ mi. Hôm qua cứ kiểu là một ít sơ mi. Ui hôm nay nục ra nó phải có khoảng 3 bọc sơ mi. Tại vì em lấy từ cái hồi mà em chưa chuyển cửa hàng sang đây ấy. Hôm nay em lấy xong rồi em cứ để đấy em tích dần ấy. Ôi, cái này để làm gì nhỉ? Không phải, hình như cái này là để như thế này mọi người ạ. Cái gì? Ủa cái đấy là váy à? Tôi không hiểu. Ông cho tôi mặc váy kiểu đấy nhá. Có đồng ý không? Có đồng ý cho vợ mặc có dấu đâu. Kiểu không có thời gian làm ấy. Cái đấy quần của vợ cầm về cho vợ. Dấu méo gì, đang thèm tiền bỏ mẹ ra đây này. Này, con đỏ này lạ chưa này? Thấy mọi người thấy lạ không? Size ML mặc đẹp con này giúp em nhá. Nó sẽ là mặc cái kiểu cổ vắt chéo như thế nhá. Hay chưa? Hay ho không? Đang mặc lộn ngược đây này. Đầu đít đít đây này. Ui, đẹp nhá. Lụa nhá, size ML mặc đẹp con này giúp em nhá. Em nghĩ là đằng sau nó sẽ như thế này. Bởi vì buộc đằng trước ấy, buộc lơ đằng trước nó sẽ bị kiểu cấn cấn hai bên này. Chỉ có buộc về đằng sau như thế này là đẹp rồi. Ui, con đỏ này xinh đấy. Này cho em xin mã đỏ nhá. Đỏ 180 ạ. Rẻ lắm. Đỏ 180.000. Mã nào lấy đỏ có mời cho em xin mã đỏ nhá. 180. Tiếp này, mọi người có thích lụa nữa không? Những cái bản lụa như thế này này. Không này, em sẽ lướt qua rất là nhanh. Bởi vì các nhà em. Chị Thu ơi. Trời ơi, khuyên của nó sẽ là khuyên lệch nha. Em sẽ chú trọng những khách mà cần mua nha. Em nói thật đấy. Tại vì cho em đã mất thời gian ấy, muộn rồi mà. Các bác nào mà cần mua thì các bác chấm chấm lên cho em. Trời ơi, con này đẹp vãi. Này, 200.000 thôi ạ. Em xin phép bán 200.000 thôi. Nụa hồng vừa rồi, ok. Bạn ơi, hồng đậm. Đẹp không? Trời ơi, con này nạ vãi trưởng. Con này là nụa trắng nhá. Khuy của nó sẽ là khuy lệch. Khuy của nó sẽ là khuy lệch cả nhà. Khuy của nó sẽ là khuy lệch. 200.000, lấy cho em mã 200. Size ML luôn ạ. Size ML luôn nhá. Ui. Bếp phẩm seller luôn. Đẹp nhờ. Lấy cho em mã 200 cả nhà nhá. Lấy cho em xin mã 200 con này đúng không? Size SC luôn nhá. Hàng của Simom này. Chị Nguyệt trắng 200 này. Đẹp dã man chị Nguyệt ạ. Khuy của nó sẽ là cho em mã đi. Chị Hương ơi cho em mã đi. Ok. Em sẽ dự phòng với chị Hương vì em đang nghi ngờ con đấy chị Nguyệt sẽ mọc bị rộng. Chị Nguyệt ơi, có suy nghĩ không? Tại em đấy em đang thấy hơi rộng một tí ấy chị Nguyệt ạ. Nhưng mà ví dụ cầu vai chị Nguyệt mà to to thì mặc cũng ok ấy. Này, đẹp không? Khuy của nó đấy ạ. Ba khuy như thế này nhá. Hết ạ, 200 hết ạ. Con này chỉ tầm size S hoặc M nhỏ nhá. S hoặc M nhỏ nhá. Lấy cho em xin mã con này là màu hồng tím. Màu hồng tím nhá cả nhà ơi. Lấy cho em xin mã hồng nhá. Bác nào lấy hồng này có mời cho em xin mã hồng nhá. Nó là bản màu hồng tím nhá các bác. Hồng tím lấy cho em xin mã hồng cái tay này. Đỉnh chưa? Cái tay đỉnh chưa? Xinh nhở? Eo ơi xinh vãi. Size ML mà thoải mái con này giúp em nhá. Lấy cho em xin mã 1. Chị Nguyệt. Nê không phải chị Vũ Minh Nguyệt ạ. À. Tên Nguyệt hay quá nên nhiều người đạt ạ. Xinh không này? Để em thử luôn con trắng đấy nhá. Nếu như bác Nguyệt không lấy thì để sang cho bác Hương luôn. Bác Nguyệt ơi. Để em đo vai luôn cho. Tại vì đang sợ chị Nguyệt. Tại vì chị Nguyệt nằm sẽ ép. Hồng tím 200. Đây để em đợi em một xíu. Chị Nguyệt ơi, cầu vai con này đang hơi rộng đấy chị Nguyệt ạ. Đây để em thử lên người nhá. Tại vì em đang nghi ngờ. Bởi vì bác Nguyệt đang size nhỏ. Còn bác Hương thì bằng size em. Đây em mặc. Em mặc mọi người. Cái phần trên của em chỉ có size M thôi nhá. Phần người trên ấy ạ. Phần từ eo đổ lên là em mặc size M đấy. Eo thì vẫn là size L. Nhưng mà phần người trên của em thì là size M thật. Áng đi bạn ê. Đừng có nói cái kiểu xỉa sói tôi. Đẹp chưa? Đây chị Nguyệt ơi. Lấy thì vẫn lấy thì ok cho em nhá. Con 200 nghìn này này. Con hồng này em nghĩ là chị vừa nhá. Con hồng tím này chị vừa nhá. Con hồng tím này vừa nhá. Xinh nhỉ. Con hồng tím này chị cũng ok nha. Con trắng đấy ạ. Quả ngực thì không mờ được. Nhưng mà quả tức là cái phần thứ ra quả ngực cũng ấy mà. Quả ngực cũng mặc mờ mà. Chị Lê Nguyệt này 200 này.
Vâng, vợ anh XXN. Nhưng mà anh đi ra nhìn thấy của con khác thì anh vẫn phải dán mắt vào nhở. Đây đây đây, em thử luôn cho. Em thử. Ừ ok chị. Thế em thì bán cho ai cũng được thôi, nhưng mà em chỉ sợ một không người không vừa. Thoải mái mà chị. Tính em như cà phê mà. Ui con này là mặc vừa ôm luôn. Ngực của em là ngực 94 nha cả nhà ơi. Bộ ngực hơi to một tí thôi, một tí thôi. Thì em chỉ hơi to một tí thôi. Đấy, những cái con nào mọi người thích cái này em thử luôn. Thì mình làm rất là dễ bởi vì em còn nhiều lắm. Trước chỗ này hôm nay em là đúng là to tay ra luôn. Hôm nay em là to tay ra luôn. Ui con hồng này đẹp nhá. Đây ạ. Xinh không? Đấy ok cho em nhá, lụa 200 luôn này. Màu hồng tím đẹp nhá. Chất lụa xịn lắm mọi người ơi, xịn xò con bò. Ơ cái con lụa đỏ này đẹp thế mà không ai chốt cho em. Chị Nguyệt đã nhìn con đỏ lụa này chưa? Em có kiếm được rồi đây, em có kiếm cho chị được vài con quần rồi đây. Bỏ ra nó còn một đống một lùi chị ạ. Thật sự là bỏ ra là còn mấy con nữa cơ. Ok chị à, lấy con này cho em xin mã nhá. Con này em nghĩ là tầm size M là mặc đẹp. S thì em sẽ mặc size hơi rộng đấy. Con này S sẽ mặc hơi rộng nhá, nhưng mà size M mặc đẹp. Con này size M mặc rất xinh ạ. Con này size M mặc sẽ rất xinh cho em nhá. Màu hồng tím mọi người nhá, bục lơ. Size M mặc đẹp, con này chị Hương mặc đẹp ấy thôi. Dạ vâng vâng ok chị. Đợi em 5 giây. Em đang thử một ít đã. Lụa tím cho chị Hương. Thật mà, con này xinh thật mà, mặc chất lụa của nó mặc sướng lắm. Cho chị Hương Đoàn. À, Hương Đặng. 200.000. Tiếp ạ. Đợi em một xíu xíu nha chị Tiên ơi. Ngồi đây chơi với em cho nó bớt buồn. Tại vì chị Hương bằng em. Dễ căn lắm. Những cái bác nào mà size bằng em dễ căn cực kỳ luôn. Cứ em mặc thoải mái. Mọi người muốn rôi rôi thì cứ em mặc thoải mái là mọi người kiểu gì cũng vừa. Auto. Đấy người ta gọi là auto rồi. Xinh chưa? Trắng nhá. Trắng 180 ạ. Trắng 180.000 đấy cho em ấy. Trắng 180. Cái con lụa này cũng đẹp này. Con lụa này cũng siêu xinh luôn. Thật sự em đang rất thích con màu này. Trắng 180 nhá. Lấy cho em xin mã trắng 180.000. Nó sẽ là khoét khoét vai như thế này nhá. Ơi. Cái gì à Thu ơi. Trắng 180 nhá. Lấy cho em xin mã trắng cho Thu này. 180. Đây em thử này con này này. Size ML luôn giúp em nhá. Size ML luôn giúp em. Chết rồi. Mình hợp chồng mình rồi. Không phải là phong thủy đâu. Nhưng mà làm với cún kia nó cứ kiểu không lên ấy. Nhưng mà lần nào làm với chồng em cũng lên nhá. Chết rồi. Vậy mai khoán lại con bé kia sang trông bia. Đẹp không? Lụa nha cả nhà. Xinh nhở. Cho em xin mã lụa nha. Lấy cho em xin mã lụa. Tầm size cái màu của nó sẽ là màu loang loang nhá. 180.000 luôn. Lấy cho em mã lụa 180 ạ. Em có một em con này rất là điệu. Con này nó kiểu là dạng dấu quần ấy. Có nhiều lắm. Rất là nhiều cuộn sóc đẹp. Size M rất nhiều luôn. Nhưng mà đợi em 5 giây thôi. Này con này đẹp nhỉ. Con này các chị ơi mặc dấu quần nhá. Con này các chị mặc dấu quần giúp em nhá. Mặc dấu quần mọi người ơi. Cho em 5 giây để em làm sơ mi cho các chị được không? Cho em 5 giây để em làm sơ mi cho mọi người được không? À làm cuộn sóc cho mọi người không? Tại vì còn nó chắc chỉ khoảng tầm chỗ này 20 con ấy. 20 con cuộn sóc. Lấy cho em xin mã lụa con này nhá. Lụa 180 ạ. Lụa 180 bà con nhá. Lụa 180.000. Trời ơi, một con màu xanh này. Cái này là màu xanh xanh bơ. Xanh bơ, xanh mơ. Có sơ mi, dấu quần. Đấy đẹp không? Xinh cực. Mặc kiểu nó yêu yêu ấy. Chỉ có mặc sơ mi dấu quần này em còn hai con. Cũng đẹp. Dạng cái gì ạ? Móc gì nhỉ? Không. Hết rồi, vội nhặt hết lại đấy đó. Màu xanh bơ xinh chưa? Con này thì phải size ML mới vừa. Con này giúp em nhá. M lớn N nhá. M lớn L mặc đẹp con này giúp em. Thiếu một cái á. M lớn L. M lớn L mặc đẹp con này giúp em nhá. M lớn L này. M lớn L cái gì đấy? Tự nhiên có mày hạnh chê. M lớn L xanh. Ui đẹp nhờ, cái màu xinh nhờ. Lụa nhá cả nhà ơi. 160.000 ạ. Lấy cho em xin mã xanh 160 nhá. Cái gì? Dấu quần đúng không? Để tụt cái chân váy ra thì mới mặc được dấu quần. Em có 3 con dấu quần. 3 chiếc luôn.
3 nhưng mà rô số 2 nhá. 3 chiếc dấu quần đẹp. Để cho em mã xanh, có xanh đấy đẹp cực. Màu của nó là màu xanh bơ mọi người ạ. Màu là màu xanh bơ nhá. Màu của nó sẽ là màu xanh bơ. Màu là màu xanh bơ. Không biết ông nhận được cháu chưa. Nè, dáng dấu quần này đẹp không? Dáng dấu quần. Yêu chưa? Yêu hay không yêu? Có một con dáng bụng eo cũng đẹp đấy. Nè, dáng dấu quần nha, lại còn có túi nữa cơ. Nó kiểu form váy sơ mi luôn rồi. Nha con này em chỉ bán 180.000 thôi. Lấy cho em mã 180 nha, cái phần túi đấy của nó sẽ là theo nha. 180.000 ạ, lấy cho em xin mã 180. 180 nhá, lấy cho em xin mã 180 ạ. 180.000, lấy cho em xin mã 180 nhá. 180k lấy cho em xin mã 180 ạ. Đẹp quá, xinh quá. Như hot girl ấy. Hot girl 180.000. Cho em mã 180. Chất mặc mát lắm ạ. Theo nha. Theo nha. 180 ạ. Bác nào lấy comment cho em xin mã 180. Đây, dáng dấu quần tiếp này. Con này thì là đính nhá. Cái này là đính đấy, nên quay máy thoải mái giúp em nhé. Nó là đính đinh. Cái phần ngọc này của nó sẽ là đính với đinh ạ. Còn một chiếc kia thì nó là ấy thôi, nó là sơ mi thôi. Sơ mi trắng bình thường thôi. Dáng dấu quần nhá, dáng dấu quần. Ui. Đá này, nhìn cái đá này của nó này, sáng trưng luôn. Cái đá sáng tưng 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 tưng. Lấy cho em xin mã dấu quần ạ, 180.000 luôn nhá. Cho hết đi. Nhanh lên, sắp hết rồi. Em sắp hết rồi mọi người ạ. Mọi người mua cho em đi, cho nó hết đi. Yêu nhờ. 180.000 thôi, lấy cho em mã 180 ạ. Ui, mắc yêu luôn. Không thích cái hột mấy á. Đẹp không? 180.000 thì nó phải có cái hột hột đấy thì nó mới tạo nên điểm nhấn được. 180.000. Ngoài qua con này cũng là dấu quần này. Con này thì là theo nhá. Dáng kiểu form baby doll ạ. Ôi các chị ơi, bác nào mà thích mặc baby doll mặc mấy con này xinh lắm ý. Con này theo để em xin phép bán 200.000 đó. Để cho em xin mã xinh nhỉ. Ôi, mai mọi người nhớ nổ tin nhắn cho em con này nhá. Em chờ đợi các chị nổ tin nhắn cho em con này nhá. Thôi tôi lại mặc cái chân váy vào để tôi nay tiếp áo sơ mi nhá. À hay là mặc chân váy hay là mặc quần luôn nhá. Mọi người ơi, em giơ quần được không? Một chút chút thôi, xong rồi em sẽ lên áo sơ mi tiếp. Các chị có vội không? Nên một chút chút quần thôi nhá. Em lên một xíu xíu quần ý. Sao nó hết này. Xanh đẹp chưa? Chị Thiên ơi, màu xanh. Màu xanh, màu xanh. Cái màu xanh này bên ngoài của nó sẽ đậm hơn một chút nha. Với lại màu trong này ạ. Size L mặc đẹp con xanh này giúp em nhá. Con này là kiểu dạng quần đùi ngố rồi. Cái khuy của nó đẹp quá các ông ạ. Xanh nhá. Cái màu siêu đỉnh luôn. Này, cái form của nó này. Size L mặc đẹp con này giúp em. Ôi. Cái đấy là động tác đấy là động tác gì? Xanh xanh xanh. Lấy xanh này cho em xin mã xanh ạ. Màu đẹp nhờ. Màu xanh kiểu màu xanh 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 lá. Nhưng mà xanh lá kiểu khác. Khuy đẹp cực. Khuy của nó nét căng luôn. Lấy cho em xin mã xanh nhá. 100. À quên. Thôi con này bán cũng được. Nhưng con chưa kìa. 180.000 thôi ạ. Này nhìn cái khuy này. Ăn nhau ở khuy mà khuy là khuy đồng nhá. Ui giời, tôi chưa ngày vừa bán một cái cho chị Tiên xong. Ngất ngây luôn. Em còn thích nữa nè. Lấy cho em mã xanh em 180.000 đó chị Tiên ạ. Đẹp lắm. Size L chị ạ, mặc ok nhá. 180 size L mà ok giúp em nhá. Đây. Ok chị, thank you chị yêu. Đừng mà hỏng khóa nhá. Không nãi được bao nhiêu đâu mà đi sửa khóa. Thật sự là mấy cái này em nãi kiểu vui vui ý. Size M mặc đẹp con này giúp em nhá. Lấy cho em xin mã đen này. Mặc quần short trắng ấy. Mặc quần short trắng ấy. Này con trắng này đẹp chưa? Thử luôn. Thử con trắng này cho mọi người luôn. Trắng này kiểu dạng chất kaki bò ấy. Có chứ, có tắc ta bạn ơi. Hôm trước này tôi vừa cạo cạo. Hôm trước này tôi vừa cạo bà. Đó, về với con ngủ nha. Bà Vũ Minh Nguyệt nhà bà sao? Mà không bảo gì. Không, có một con nữa, size nhỏ hơn. Trắng này đẹp chưa? Lấy cho em mã trắng nhá.
Mông 99 nha cả nhà. Mông của em là mông 99. Hôm nay eo của em chắc là phải eo 8. Eo phải hôm nay chắc là phải 7 mấy rồi. Eo của em hôm nay trộm vía chắc là phải eo 7 mấy rồi. Em còn nhiều chân váy hoa văn lắm. Có chị nào thích chân váy hoa văn không? Ui, nhiều dã man. Cho chị nào thích điệu điệu một tí ấy. Chân váy hoa văn đẹp cực. Của chị Tiên 180.000. Quần bò à, quần quần đùi xanh. Cho vào cho vợ một ít nước đi. Rồi đây. Ok ok. 78, hôm nay em còn át hơn cả chị Tiên. Chị Tiên ạ. Eo 78 nhá. Con này mặc thoải mái luôn. Chị Tiên này, con trắng này này mặc thích lắm luôn ấy. Lấy cho em xin mã trắng nhá. Mã trắng ạ. Mã trắng 180.000 luôn ạ. Trắng 180 cả nhà ơi. Trắng 180 nhá. Trắng 180 ạ. Chất kiểu bò ấy. Nó nhưng mà nó không phải là bò. Không biết nói kiểu gì cho nó. Bò như nó lại không phải bò. Này, size M này. Ngon chưa? Đẹp nhờ. 180.000 luôn ạ. Lấy cho em xin mã kaki nhá. Đấy, hôm nay em vừa mới đi ăn về. Em thật sự luôn với mọi người là em mới em eo của em nó rửa trong ngày ấy các chị. Buồn cười vãi. Ừ. Con này gặp siêu cao luôn ạ. Bác nào mà hay đi tiệc ấy, mặc những cái bản này xinh này, mặc áo siêu cao nhá, trên phối thêm một quả áo áo màu như thế này thôi, màu xanh coban luôn thì thôi rồi. Mà kiểu quý tộc ấy, cái này của nó sẽ có cái gọng cứng để giữ form nhá. Con này là cặp quần siêu cao ạ, lấy cho em xin mã xanh nhá. Con bé kia nó đang làm đúng không? Không. Lấy cho em xin mã xanh ạ. Vậy thì vợ xin các chị lấy trong cái thẻ xong ấy. Phải xin các chị luôn. Em xin các chị cho em lấy cái thẻ sao? Đợi em tí nhá. Xíu xíu rồi. Em béo lắm ý. Em mà cứ hôm nào mà ăn kiểu ăn vội ăn vàng xong lên like luôn ý. Cái này đúng không? Đẹp chưa? Siêu cao luôn. Cặp siêu siêu cao luôn bên trong này. Cái con màu lâu be đẹp quá. Trời ơi. Con màu lâu be đẹp lắm luôn ý. Con này chị vừa size M là mà ok con này đấy. Em nồng luôn mà xem. Nhưng mà size M mà. Con này size M thịt mà. Size M thịt mà. Mông của mẫu là mông 99 nha cả nhà. Thế một phân nữa thành 100. Trời ơi xuất sắc. Con này chị vừa nha. Em thì gọi là hôm nào mà thích đẹp quá thì vẫn mặc được nhá. Nhưng mà em nào mà hơi chật đấy. Siêu cao luôn. Lấy cho em mã đen nha. Đen 180 ạ. Đẹp quá. Đẹp phải. Còn nhiều nha. Đây em giờ vội này. Thôi đợi em một xíu. Một xíu một xíu một xíu. Thôi thôi. Em sắp xong rồi. Em sắp xong rồi. Ui, con này đẹp chưa này, xám này. Xám, 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 xám ạ. Em bị đam mê quần quần short đấy. Mọi người tin không, em bị đam mê quần short luôn. Trời ơi, đẹp chưa này. Size M, M lớn mặc đẹp con này giúp em nhá. Khuy đi. Khuy ạ. Nó sẽ có hai cái tà tà như này. Lấy cho em mã xám nhá, 180. Mấy cái này là hàng mới. 180.000. Xám, xám. Size M, M lớn đều vừa. Size M, M lớn đều vừa giúp em nhá. Xám 180. Con này đẹp này. Con này là giả váy nhá. Quần đùi giả váy ạ. Lấy cho em xin mã váy ạ. 160.000 ạ. Đây, chân phồng đây chị. Chân phồng đây chị Phành Thị. Chân phồng đây. Có mấy con chân phồng mà. Gầm tú câu ơi. Chị Thái ơi. Size M nhá. Cặp quần chân phồng nhá. Nó là kiểu chất phồng ấy, chất phồng gấm ấy. Đẹp lắm, nó bắt buộc phải làm những cái chất này để nó đứng form. Không còn một con nữa cơ. Đây. Size M đây. Con này size M cho mọi ok này. Thúy ơi. Size M cho mọi ok nha. Cái con size M kia thì chị Tiên lấy rồi. Mình cũng thích con đấy lắm bạn ạ. Con này để chị ra 150.000 thôi. Con này 180.000 ạ. Con này thì 180 nhá. 180 này, cặp nó khác nhau đấy nhỉ. 180 nhá, 180 180. Lấy mã 150 thì lấy mã 180 thì lấy nhá. Này, đẹp chưa? Em thích con này. Kẻ. Cho em mã kẻ. Ừ, cái đó đẹp mà không vừa. Nhỏ lắm. Con 180 em nghĩ là vừa đấy. Em nghĩ là vừa.
Em nghĩ là vừa đấy chị Thái ạ. Để em chui vào cho. Em nghĩ là vừa. Em còn qua được mà. Vô được nha. Vô được á. Không, em nghĩ là không vừa. Để em thử nhá. Bây giờ em chui vào được thì chắc chắn là chị Tiên sẽ vào được. Bởi vì hôm nay ngực eo của em là eo 9, eo 80, eo 78. Con này eo 74. Eo 74 ạ. Eo 74 ạ. Xinh nhở? Đấy, nó sẽ phồng phồng như thế này nhá. Nhưng các chị sẽ vừa hơn em đấy. Em là mặc bị cố. Con này eo 74. Con này thì em không vừa, nhưng mà con này chị Thái vừa. Vừa nha, ok, 180 này. Tiếp. Để em thử con zig zag. Con zig zag này thì chất rất là ok. Chị Thái Hương ơi, hết mất rồi. Con 180 là con này đúng không? Con đen đúng không? Chưa chắc vừa rồi chị ạ. Chưa chắc. Chưa chắc. Điều này là không thể chắc chắn được. Đấy, tắc ta thấy. Ô hay. Bà làm thao ấy. Không vừa rồi chị ơi, size M thôi. Hống dừa, hống dừa, hống dừa. Nhiều thứ ta thấy nó đẹp nhưng mà ta không có chui vô được. Tắc ta. Xa xa tiếng. Xinh chưa? Con này cũng vừa đấy chị Tiên ạ. Đúng rồi ấy. Không vừa. Con này chị Tiên vừa, chị Tiên ơi. Con này xinh này. Cái zig zag đấy dễ mặc cực kỳ luôn. Mặc với cái gì cũng hợp. Thật. Đúng là sự là mặc với cái gì cũng hợp. Ui con này xinh đấy. Nè. Nó có hai bên khuy này. 180 ạ. Để cho em xin mã khuy nhá. 180.000 ạ. Khuy 180 nhá. Tắc ta. Khuy 180. Tắc ta đây. Tắc ta phồng đây. CSM này. Đen. Hầu như em sẽ có rất là nhiều đen. Em có nhiều đen lắm ý. Này. Con này là nhung nhá. Nhưng mà đẹp cực siêu cao. Cạp siêu cao luôn màu tím. Tắc ta hả? Đèo đò đã bạn ạ. Không vừa luôn. Rồi, lại chuẩn bị sang váy tiếp nhá. Chạy non sọc sọc tại vì cho nó nhanh ý. Tím chỉ vừa bởi vì đằng sau của nó là cặp chun. 130.000 thôi, cho hết đi. 130 tím thôi. Con này là eo 68 nhá. Bà những cái quần dạng này này bà cứ lấy hạ một size đi. Và cứ lấy hạ không phải một size mà là hạ số đo của bà một xíu ấy, nó sẽ ôm sát người vào luôn. Ôm sát eo ấy, đẹp lắm. Ok chế. Tím. 130. Chị mặc này, con trắng này xinh chưa? Con trắng này hàng của HM ạ. CSM luôn. Con này hàng của HM nhá. H&M này, HM. CSM trắng nhá. Con tắc tan này để bà 130 luôn, cho hết đi. Hộ em với, cho nó hết đi mọi người ơi. Còn vài con này à. Này. Con trắng ấy hả? Hay con đen? Hết rồi, em gái chị nấy mất rồi. Con này xinh à? Con này mặc xong rồi đeo mặc vẻ áo phông kiểu phông rộng rộng ấy. Thôi mắc xinh luôn. Cái đá này này nó không rơi một hạt nào luôn. Cho em xin mã đá nhá. Lấy cho em mã đá nhá. Trắng CSM nhỏ. Trắng CSM nhỏ ở nhà ơi. Con này hàng của HM nhá. Trắng CSM nhỏ 130. 130 là con nào đấy chị Hương? Đấy con vừa chốt cho bà Thủy Thanh rồi thì phải. Trắng nhá. Lấy cho em xin mã trắng nhá. Trắng 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 trắng. Em đang thích con này này. Đủ, em thử xem, em mà vừa chết với em để mặc luôn. Từ sáng giờ em để ba con mặc rồi đấy. Ba con em vừa này em để mặc bởi vì mấy quần này khó lắm, khó chọn được size lắm. Ui em vừa rồi chết mẹ rồi. Lại tốn tiền rồi. Xinh nhá. Đẹp nhá. Mặc với những kiểu áo phông kiểu cá tính một tí, đẹp. Thật mà, riêng lấy hàng quần lúc nào bị âm luôn, không nói điêu. Lấy quần lúc nào cũng bị âm luôn, lúc nào để lại mặc bởi vì thích quần sóc lắm. Đam mê quần sóc mà những cái quần sóc kiểu mà xịn xịn để đi chơi được ấy thì nó đắt phải cả trường ra. Mua hàng mới đắt lắm, các cụ ạ. Nên thôi,
mình làm ra thì mình có thể ăn được. Âm vốn là lần nào về cũng bị âm vốn, không đi đâu luôn. Tại vì nãy cái này thật sự với mọi người luôn là em nãy vui, nãy có 30 một cái thôi nhưng mà âm vào người nhỉ, còn hơn là đi mua bên ngoài đắt lắm. Quần này hôm trước hỏi của Elite các kiểu toàn 4-5 lít một cái, là còn quần rẻ. Thôi mình cứ tự làm tự ăn vậy. Rồi tiếp tục áo sơ mi nhá, đây là áo sơ mi tiếp đi. Này buzzle, ui con này cũng đẹp. Chị Tiên ơi, còn nốt con này cho chị Tiên này, xuất sắc luôn chị Tiên ạ. Cái dáng con quần này đẹp quá, khóa cạnh nhá, size L luôn, trời ơi đúng size luôn. Mà chất vải con này mát lắm, mặc mắt rượi luôn. Hơn 100.000 mọi người mua bằng hàng chợ đấy, nhưng mà cái chất lượng của nó thì khác hàng chợ rất nhiều, thật sự luôn. Xinh chưa chị Tiên ơi, đẹp không? Nó sẽ là kiểu quần hai cặp luôn ấy này, nó sẽ là quần hai cặp liền như thế này nhá. Chị xò con bò chưa? Đó, size L mặc đẹp con này giúp em nhá. Con vàng em vừa mặc ấy hả? Chất xịn cực. 180 ạ. Inbox cho em xin thông tin địa chỉ nhá. Cho chị Tiên con này 150 lốt. Hết. Thôi nhé. Chuyển sang váy nhé. Này có mấy con size S này lấy cho em này. Con này chắc XS mất. 130.000 lốt đi. Bé quá, không làm chi được. Sang áo đi. Có thích áo phông không? Cả nhà có thích áo phông không? Không thì em lấy một, nhắn tin cho em nhá. Tất cả khách mới inbox cho em. Dạ ok chị, thank you chị yêu. Thế là đủ rồi, hết rồi. Hết rồi mà. Mệt vãi. Còn con này đó, chị Tiên ơi. Chị Tiên còn lấy trắng không? Xinh quá, con trắng này đẹp quá. Trắng này đằng sau của nó sẽ là chun nhá. Con này đẹp này, trắng nhá. Trắng sọc này. Trắng sọc 160.000. Ok. Lại tiếp. Các bạn ơi, một con áo kiểu nhá. Áo kiểu. Áo kiểu mọi người ạ. Con trắng đấy đẹp, 160.000. Chất lụa nha chị, mặc thích lắm. Xé đó, của short xé đó. Lại đợi em một xíu xíu. 160 chị Tiên này. Đẹp mà, em hết rồi. Em không còn nhiều đâu. Em làm gì còn đâu. Mới ạ, à, em bao mới mấy con này luôn. Thật sự, này em bao mới đấy. Này xé này, đen này. Tạp đẹp chưa? Cũng còn mấy con nhiều phết đấy. Nhưng mà thích làm áo sơ mi đã. Đợi tí không, khách sơ mi từ nãy giờ ngồi đợi rồi. Khách sơ mi nhà em từ nãy giờ ngồi đợi luôn. Chị Hương ơi, chị Hương Đặng ơi, con đó là con nào? Con đó là con mô. Này bà Thúy này, con đen này cũng đẹp. Đau cổ quá. Con này đúng không? Con đen này đúng không? Con này xem mờ. À con này á? Con này thì size S bà. Nghe. Có mấy con áo điệu. Em biết là cu của chị là điệu mà. Em một xíu xíu. Mọi người mặc chân váy bò không? Mặc chân váy bò không? Eo 68 nha. 160.000. Nốt. Chứ không có cái giá này đâu. 160.000 nhá. Lấy cho em 160. Này, đẹp không? Chân váy có chân váy voan. Chị có mặc chân váy voan không? Chân váy voan kiểu công chúa ấy. Chân váy voan mặc với công chúa ấy. Xinh lắm luôn ấy. Thiệt sợ luôn. Này, em có con áo này đẹp không? Nhưng mà nó đang hơi bị mất. Có đen có đang sẽ không? Hình như không. Có một con này thì nó lại là xem màu. Không. Đợi mình một tí. Con này xinh quá này. Chị Hương ơi, con này đẹp này. Đang xem áo lại Nada đi đâu đấy. Mấy bà cứ hỏi sơ mi à, mấy bà cứ hỏi váy à, chân quần à. Đấy các chị thấy chưa? Con này của Dai cơ.
có một con xe S này, có đai cặp siêu cao đẹp, đợi tí, đợi một tí thôi. Bán cho lốt đi. Hết đi, cho hết đi. Này, nó không còn một cái cúc nào cơ chị ạ. Éo hiểu kiểu gì. Bật hàng hôm đấy nó không còn một cái cúc nào luôn, nhưng mà bởi vì nó đẹp quá nên em vẫn chấp nhận nhá. Thật sự là cái chất và cái form dáng của nó rất là đẹp. Con tím này này lấy cho em xin mã tím. Nó không còn một cái cúc nào cơ chị ạ. Em phải đơm hết lại một bộ cúc mới. Lấy cho em xin mã tím nha, cái chất của nó là chất tơ tằm. Chị cầm tú cầu ấy, mặc crop top. Lấy cho em mắt tím, nó còn nguyên mác nữa cơ. Tím nhá, 160.000 ạ. Cho em xin mắt tím 160. Tím 160 nhá. Bà Nguyệt lấy con này đi, 130.000. Quá xuất sắc luôn. Cặp siêu cao nhá, siêu phồng. 160.000. À quên, 130.000 con này size S. S nha, S nha các mẹ ơi, size S nha. Size S nha, cho hớt đi. Hộ hộ em cả. Tiếp ạ. À. Em dơ lên, thích cái gì thì lại bảo em nhá, để em thử nhá. Dơ lên đi, dơ lên đi. Bây giờ chúng ta mua bằng mắt mà. Lụa nha, chất lụa nhá, size ML mà thoải mái con lụa này giúp em. Lụa nhá cả nhà, lấy cho em xin mã lụa. Mã nào lấy lụa này, comment lụa giúp em nhá, cho em mã lụa này. Size ML mặc xinh. Lụa size ML, ui, con này xuất sắc luôn. Một bên có bèo và một bên không bèo ạ. Một bên có bèo, lụa tiếp tục luôn ạ. Em rất thích áo lụa luôn. 130.000 chị Hường, lấy con này đúng không? Ok chị Hường ơi, mãi mới chốt được con chị Hường nhỉ. Chúng mày danh nhau mà tao không chốt được cái gì. Tiếp ạ, con này mang lọc kiểu hơi hơi cá tính một xíu nhá. Này, đỏ nhá, đỏ 150 ạ, lấy cho em xin mã đỏ 150.000. Nó sẽ là form có cái dây như thế này, bên này cũng có một cái dây để luồn vô nhá. Lấy cho em xin mã đỏ. Chị Cẩm Thị Tú Cầu. Nắm tay đi, để đâu ra. Một em hàng hiệu size số 4 ạ, 130.000 em chốt cho chị rồi ạ. Chốt nốt đen 160, chốt nốt đen 160. Chốt nốt đen 160 là cái con có đai này đúng không? Yêu vãi trưởng luôn. Yêu vãi trưởng luôn. Đâu nhỉ? Quá chưa chốt con nào đúng không? Để tôi để riêng ra để tí nữa còn chốt. Không nhầm ấy. Có con nào bánh bèo bay bay như con hôm trước không em? Nhiều con bay lắm chị ạ. Nhiều con bay bay lắm. Xinh chưa? Mắc xinh luôn. Cho em mã kẻ nhá. Con này mà mọi người mặc đi chơi cũng đẹp. Này hay này, cái này phối với một ít chân váy nhá. Các chị có thích phối chân váy không? Em có một ít chân váy em muốn giải tán luôn. Ở nhà có cứu em không? Sơ sơ. Cái gì? À xem lại hai con. Hai con nào? Hai con nào? Hả Thị? Con này với con kia hả? Con đai này với con kia hả? Con đai này với con này. Chưa kịp nhuộm chưa? Giờ tiền. Con đai này đúng không? Giờ tiền không có thì mình phải để vậy thôi. Nghèo lắm. Con này đúng không? 160. Đổi đổi, đổi con này đúng không? Nhanh lên. Con kẻ thì xinh vãi trưởng luôn. Kẻ thì chỉ hợp với đơn sắc thôi mọi người ạ. Kẻ thì theo em chỉ hợp với đơn sắc thôi. Chị Cẩm Thị Tú Cầu đẹp chưa? Tay phồng nhờ. Xinh không? Chị Cầu ơi. Phải nói là chị Cầu ơi. Đẹp nhờ. Yêu con này mặc cái tay nó sẽ phồng lên ấy. Lấy cho em xin mã kẻ nhá. Lấy cho em xin mã kẻ 150.000. Kẻ 150. Kẻ 150 ạ. Lấy cho em xin mã kẻ 150 nhá. Kẻ 150k. Con này đẹp. Không đẹp không lấy tiền luôn. Kẻ 150.000 ạ. Lấy cho em xin mã kẻ 150 cả nhà ơi. Kẻ 150 nhá. Có bác nào size to ở đây không? LXL. Con này nhìn rất đẹp nhưng mà phải size to nhá. LXL mới vừa. Lụa. Kẻ 150 ạ. Cho em xin mã kẻ 150 nhá. Nè con lụa này cũng xinh này. Lụa trắng ạ. Mắc xinh luôn. Ừ. Kẻ 150. Chả lấy con này cho em xin mã lụa. Ra xưởng mà bồng bềnh quá. Không ạ, đẹp mà. Các bạn là nó không bị ấy quá đâu. Đây em thử cho mà xem, xinh cực. Cái chất của nó là chất chất thô nhăn như thế này này. Cái này chị mặc với quần short cũng đẹp. Kiểu mặc bình thường ở nhà ấy, mặc với chân váy thì để đi làm rồi, nhưng mà mặc bình thường ở nhà cũng rất là đẹp ấy. Đi chơi cà phê cà pháo. Lấy cho em xin mã kẻ nhá. Bắt đầu lấy kẻ là công bằng kẻ giúp em nhá. Cho em mã kẻ.
áo của bọn này toàn là áo hàng hiệu nữa hết luôn ấy, nên chất vải của nó mặc xịn lắm, mặc không có một tí ni lông nào luôn. Áo sơ mi em khiếp nhất là nhìn đẹp nhưng mà đến khi mặc vào nó nóng vách cả xưởng ra thật. Em tự tin áo nhà em lắm. Lụa thì em bảo là lụa chứ ni lông là em biết ngay à? Ni lông nhìn phát biết ngay à? Nóng lắm. Nó sẽ được cái mã đẹp nhưng mà nó rất là nóng. Cái chất ni lông ạ, cái chất hàng mới ấy, nó sẽ rất là nóng bởi vì nó nhiều ni lông ấy, nó sẽ pha rất là nhiều ni lông. Bởi vì bây giờ các chị bảo xem. Không, đây thì mặc với quần short đẹp. Đại khái là những cái áo này nó dễ mặc vãi là. Để cho em xin mắc kể, không để em để này, em lấy em mặc. Ôi nhiều khi mình cũng phải để tâm hồn của mình nó trẻ thơ lại chứ. Này, con này xinh rồi. Em ơi, xinh vãi chưa? Con này mặc với lại những cái dòng quần kẻ caro đấy, chị Hương phải nhìn em mặc lên bắt đầu mới cảm nhận được cái sự đẹp của nó đúng không? Thế á, ngày xưa thì chê, ngày xưa thì chê ỏng chê eo ra đồ si á, như này như kia, bây giờ thì nghiện chưa, đáng đời. Nhưng mà bà phải công nhận tôi là đồ si mặc chất rất là ok đúng không? Đúng mà, em mặc lên thì nhìn nó dễ lên form như em lười ấy mọi người. Mọi người cố gắng tưởng tượng cho em form. Ui, con này xinh quá. Con này kiểu các chị mặc theo kiểu basic ấy mọi người ơi. Này, mặc với những cái chân váy mini á, đeo giày thể thao nó chấm hết. Mặc những cái kiểu này, ui chất của nó mát rượi luôn các bạn. Nó là kiểu chất thô lạnh ấy, mát rượi dưới xương luôn. Này, mặc xong này, xong rồi mặc thêm một cái chân váy mini bên dưới đằng sau, bên trong đẹp lắm, hoặc là chân váy bò nhá chị. Những cái form này có thể mặc với những cái phối, những cái chân váy bò cũng rất là đẹp luôn. Đẹp, kiểu phối với chân váy bò đẹp lắm luôn ý. Năm nay rất là hot chân váy bò nhá, đẹp cực. Lấy cho em xin mát xanh nhá, lấy cho em xin mát xanh ạ, à. xanh 160.000 ạ, à. Xanh 160 dễ lên giá mà chị. Cả cái con này nha, em nói thật với mọi người, chất lụa nó rất là mát luôn. Em lười mặc quá không để em cứ mặc lên cho các bác thì nó phải rất là dễ phối đồ luôn ý. Đây này, tin em. Đúng rồi. Đúng mà. Khách nhà em mấy chị cũng bảo chị toàn đồ si, nhưng các bà cứ hỏi là mua ở hãng nào ấy. Nhưng mà chị chẳng dám nói là chị nào mặc đồ si đâu. Bởi vì kiểu mọi người cứ chê là cứ nghĩ đồ si nó sẽ như này như kia. Ngày xưa em cũng có ý tưởng, em là học thiết kế thời trang ra mọi người ạ. Ngày xưa em cũng có ý nghĩ như đấy đấy. Nhưng bây giờ các chị ơi, hoa hậu người ta còn mặc đồ si. Mọi người tin không? Bà Minh Tú nhở? Khiếp, bà nghiện đồ si luôn. Ôi nhiều mà, cái hôm mà em đi bật kiện ấy, em gặp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cực. Cái hôm em đi bật kiện ấy, mọi người cũng đang chờ hàng si. Tức là đấy là bị nghiện mọi người ạ. Bị nghiện đấy. Hôm đấy em gặp mấy bà diễn viên ngờ. Nhiều lắm, nhiều cực hot girl. Hot girl mặc đồ si nhiều lắm luôn ý. Kiểu mọi người không tìm thấy những cái hàng gọi là chất đẹp như thế ở hàng mới luôn ấy. Mà thực ra là giá là một thành, giá là một kiểu, nhưng mà cái form dáng nó khác nhau hoàn toàn luôn. Cái form khác nhau lắm. Thật. Chờ đấy, con này cho em xin mã lụa nhá. Nó là lụa trắng mọi người ạ. Lụa trắng nhá, lấy cho em xin mã lụa. Ngày xưa thì em cũng tự tin lắm. Bây giờ ai mà hỏi em bán cái gì, em bảo em bán đồ si. Bây giờ đồ si nó hot mà. Ngày xưa thì đồ si nó còn khó, bây giờ đồ si hot cực kỳ luôn. Xong rồi mấy chị cứ bảo là ui, bây giờ bán đồ si mới là bán mốt. Đúng rồi, thật mà. Cứ bảo là nói để an ủi bản thân mình, nhưng mà đúng thật sự mà. Các bà mặc đồ si đẹp lắm các chị ạ. Này, con lụa này đẹp này. Con lụa này hàng hiệu á, xịn đét luôn. Con lụa xanh này đẹp quá. Thật mà, nhiều người mình nghiện không bỏ được ấy. Ôi em không điêu đâu, nhưng mà em có nhiều khách giàu. Các chị giàu quá. Tức là mình không nói là ấy, nhưng mà tức là người ta có vị thế luôn ấy. Người ta có vị thế nha. Nhưng mà người ta rất thích mặc đồ si luôn. Chị bảo là chị thấy mặc đẹp. Ok. Hiệu nhá. Lấy cho em mã hiệu đi, con này vừa. Có bà Ngọc gì ấy. Ngọc nào? Ngọc bắt to á. Hay Ngọc nào? Ôi yêu quá. Nhất ở bên khu Long Biên này này. Bên khu nhà em này này có nhiều bà bán hàng đắt. Kiểu người ta buôn từ ngày xưa ấy. Đấy, những cái bà đấy toàn đi bật kiện từ ngày xưa lắm. Hiệu cho chị cầm tư câu.
Thôi nhá, không cần phải cài đâu nhá, size M ấy. Đẹp, con này rất đẹp luôn. Nhưng mà em... Hả? Bỏng mắt luôn à. 170.000. Con này nụa này đẹp quá. Cái con nụa này đẹp. Cái gì? À không biết, không biết, không biết. Mấy bà đấy thì mấy bà ở trong level khác rồi. Thôi, hàng si mà chơi vào đắt lắm. Hàng si nhiều khi nhiều bà chơi hàng đắt lắm. Em thì nói thật với mọi người là mọi người biết cái chợ hàng thùng ở Đông Tác không? Em nổi tiếng ngoài đấy luôn, em chuyên váy. Cứ nhắc đến váy mà báo là con Hạnh váy ra ai cũng biết luôn. Tại vì ngày xưa em chuyên váy và bây giờ cũng thế, em chuyên váy lắm. Nhà nào có hàng váy em cũng là người bật kiện đầu tiên luôn. Tại vì em mê váy ấy, với lại em cảm giác em nộp về váy. Còn mỗi người sẽ có một cái nộp khác nhau. Anh nói xong. Ui chất mát cực. À cái con đấy này, con đấy, bà đấy là bà Ngọc bắt chố rồi. Đấy là con Ngọc bắt chố rồi, bà Ngọc bắt chố. Bà đấy đi lấy hàng em gặp mà. Đám bà đấy bà Ngân chơi với nhau á. Mấy cái bà đấy đi lấy hàng gặp má. Nạ gì nhau đâu, mà chợ quen hết nhau à. Mà chợ quen. Chất này không hề nhăn đây, chị vừa thấy em vừa mới vứt xuống dưới chị Hương. Không nhăn đâu. Không nhăn, cái chất này không phải chất thô nhỉ. Nếu như mà chị ngại nhăn thì chị phải suy nghĩ thô nhá. Thô nó sẽ rất là nhanh dễ nhăn, nhưng mà thô là một chất rất là mát ấy. Thô thì rất là mát nhưng mà nó rất là dễ nhăn. Nhưng cái chất này thì nó là chất hàn chéo ấy chị. Nó không phải là chất nhăn. Đúng rồi, ngày xưa em nổi tiếng cực. Ngày xưa hồi em nói thật là ngày xưa là em chảnh chó cực. Ngày xưa em bán hàng chảnh chó lắm. Tại vì không phải là chảnh vì thế này đâu, nhưng mà ngày xưa kiểu em lượng khách của em đông ấy. Hồi em bán cái fanpage của em rất là tốt ấy. À cái trang cá nhân của em tốt cực kỳ luôn. Thế là đến khi một ngày đẹp trời nào đó trang cá nhân của em bị đánh sập. Thế là coi như là 2 năm trở lại đây là em bắt đầu lại từ đầu ấy. Nhưng mà em không tin là em sẽ không làm lại được, bởi vì kiểu khi mà mình có tên tuổi rồi ấy. Thật sự là khi em có tên tuổi luôn ở trong ngành hàng si váy này luôn ấy. Em thì không dám nói là em vỗ vai, em vỗ ngực để em làm to đâu. Em làm nhỏ cực. Em làm chỉ đẹp thôi. Nhưng mà em làm chất lượng lắm. Khách nhà em nhá, có nhiều bác ấy. Nhiều bác Thu này, bác phải thay theo em mấy năm nay rồi. Hầu như toàn khách quen 100. Như bằng Nguyệt cũng thế. Bà theo em phải cái chắc phải 4-5 năm rồi Nguyệt nhỉ. Lâu lắm rồi, yêu y lâu lắm rồi. Khách nhà em theo hầu như toàn khách quen ấy. Em trêu mọi người em bảo là các chị nuôi em hết năm đại học, xong bây giờ nuôi con em, nuôi chồng em. Thật ra các chị theo lâu lắm rồi. Kiểu mọi người mua cảm giác như kiểu không muốn mua người chỗ khác nữa, bởi vì cảm giác không tin tưởng nữa. Đợt này dáng ngon, đợt này dáng ngon. Này con này đẹp không? Lấy áo xanh này cho em áo xanh nhở. Con này đẹp này, chị cầm tú cầu này. Ngày xưa nha, không phải là phét đâu. Ngày xưa em chỉ bán cho khách quen nhà em thôi. Em đã gọi là vãi trưởng rồi. Không đủ hàng để bán ấy. Ngày xưa ấy. Nhưng bây giờ khác rồi mọi người. Bây giờ thứ nhất là cái hàng xin này nó hot quá ấy. Ngày xưa cái hồi em bán làm gì hàng xin đã hot. Không phải cánh rơi, nó là tay phồng. Ngày xưa hàng si làm gì đã hot mọi người. Ngày xưa cái hồi em mới vào làm gì váy làm gì đã đẹp như thế này đâu. Ngày xưa hàng si không hot đâu. Bây giờ hàng si nó mới hot. Xong rồi bây giờ giới trẻ nó bán hàng si nhiều quá. Bây giờ giới trẻ nó bán hàng si nhiều quá. Thật. Nhiều khi bảo là xong rồi chúng nó chạy quảng cáo ác quá mọi người ạ. Ôi, trong Sài Gòn em không biết là các chị, nhưng mà các bác khách trong Sài Gòn thì lại không bao giờ mua hàng trong Sài Gòn. Thế mới buồn cười, toàn mua hàng ngoài miền Bắc không? Mấy trong Sài Gòn em nói thật mọi người, nhiều khi em ngồi xem nam em hiểu sao nó bán được cái váy như thế. Nói điêu mất lộc luôn, váy em không bao giờ em nhập dưới 200 luôn. Váy em nhập đắt lắm mọi người ơi. Váy nhá, ít nhất em phải nhập 150 một con, đấy là ít nhất nhá. Hôm nào mà kiện mà, tức là em phải nhập theo số lượng ấy. Hôm nào mà em nhập được hơn 50 con thì nó sẽ tính em 150. Còn hôm nào mà ít một tí 200-250 là chuyện bình thường. Một kiện em nhập 3-4 con là nó phải tính hơn, bởi vì người ta phải canh giá kiện lên ý. Kiểu như vậy các chị. Em đã hiểu sao chúng nó bán được hẳn 130 mọi người ạ.
nhưng mà chị ơi nó bán 130. Nhưng mà em suy ra rồi, hôm trước em vừa bật một kiện rẻ xong rồi ạ. Hôm trước em vừa bật một kiện rẻ luôn. Kiện đấy là bắn từ bên kia bắn về. Tại vì em là một đứa đã từng đánh hàng bên Campuchia rồi. Em sang Campuchia đánh hàng rồi mà. Là con này size M nhá. Con này đẹp này. Ủa nhưng mà chất nó lóng vãi. Nó như kiểu là hàng, nó đúng như kiểu hàng chợ Linh Hiệp của bọn em ấy. Nó gọi là hàng tồn của chợ Linh Hiệp để đóng lại ấy, bán ấy. Chất của nó lóng lắm ấy, nó như chất hàng mới luôn. Mẫu mã thì ổn nha, mẫu mã thì rất ổn. Nhưng mà chất của nó lóng lắm. Mà nó lại chỉ có một lớp thôi, không mặc được. Tóm lại là không mặc được những cái hàng đấy đâu. Khi mà dân đã chơi hàng si sành rồi, không bao giờ mặc được những hàng đấy đâu. Chợ Ninh Hiệp gần nhà em. Chị có nghe chợ về chợ Ninh Hiệp không? Hôm nào ra Ninh Hiệp ra nhà em chơi. Chợ Ninh Hiệp gần nhà em nhỉ? Nó là chợ buôn sỉ lớn nhất khu vực miền Bắc. Trong Sài Gòn ra Ninh Hiệp nhiều lắm. Trong Sài Gòn ra Ninh Hiệp nhiều lắm. Ngày xưa em có quen một chị, bây giờ em cũng quen một chị khách nhà em cũng thích ra Ninh Hiệp để đánh hàng lắm. Nhưng mà em bảo là đánh ở ngoài này cũng được. Nó là chợ sợ sỉ lớn nhất Việt Nam luôn ấy. Em ở Thái Bình. Nhưng mà nhà em mua ở Ocean ấy. Cái Ocean không? Ocean Bắc ấy. Cái mà biển nhân tạo ở Hà Nội ấy. Đấy em ở đây. Ở đây. Nhưng bây giờ Linh Hiệp đi nó rã lắm rồi bà. Không ăn thua đâu, nóng lắm. Hàng Linh Hiệp đắt lắm đấy. Không rẻ đâu. Mày kìa vào váy von này. Em có quen một con bé bán váy như em này. Thật mà. Ơ thế à? Vậy là chị là cũng là người có tí miền Bắc đấy à? Sai mở em là dân Thái Bình. Chữ L với chữ N nó ngọc đấy chị. Em là dân Thái Bình nhá. Sai mở mặc đẹp con này nhá. Nhưng con này chỉ cần sai mở nhỏ là mặc đẹp thôi. Xanh nhỉ. Ba Thúy ơi. Con này đẹp này. Tôi thấy con này đẹp vãi. Nó đánh ở mắt là xé. Nhưng con này tôi nghĩ là bà sai mở cũng vừa nhá. Xinh không? Nó là chất nhăn nhá. Nó giống hàng chất của bọn HM với Zara ấy. Tại vì cái hàng này nó nói điêu. Đấy là chị nha. Em bị hai lần. Ngày xưa thì em đánh hàng Ninh Hiệp nhiều. Tại ngày xưa em có một shop hàng Lam ấy. Nên em hay ra đấy xong rồi em đi mua ké. Thì ý là em cứ xách theo một cái đống hàng của Lam ấy. Thì nó là một cái bọc hàng rất là to. Thì nó cứ nghĩ em sẽ là buôn sỉ của hàng nữ. Thì em đi cứ em đi nhặt thôi. Em nhặt nẻ sai được mà. Hàng nữ nhặt nẻ sai được nha mọi người. Đến khi em về em giặt xong thì em mặc ấy mọi người. Em không mặc được nữa. Bởi vì vải của nó bị ngắn quá. Nó co hết lại, tức là giặt một lần xong cái nó co hết lại luôn ấy. Con này đẹp nhở, nhưng mà em nhìn nó cảm giác ôi sao cái con kia nó cái khung kia nó bị lệch vậy. Đây để em thử xem. Khổ lắm, nhiều cái khó nói lắm. Tức là trong đi buôn thì nhiều cái khó nói lắm. Ôi con này đẹp này. Con này vừa đấy. Bác cầm tú cầu ấy, con này bác vừa đấy. À để xem ngực đã. Vấn đề là ngực. Ngày xưa bán hàng chảnh chó được. Nổi tiếng là bán hàng chảnh chó luôn. Đi cái hiểu kiểu cũng không phải là mình tự đánh giá mình cao quá là chảnh chó đâu, nhưng mà ngày đấy kiểu đông khách quá ấy. Ngày đấy em có cửa hàng ở 21 chiến thắng ấy, em đông khách ấy. Ôi bán hàng chảnh chó lắm. Con này đẹp nhở, vừa size M mà ok nhá. Con này chắc là chỉ ngực 74 à không 77-72 quay đầu thôi. Ngày cho em xin mã hoa nha, size M mặc đẹp. Hoa nhăn ạ. 150.000 nhá. Size M mặc đẹp. Các bác cứ xác nhận với em đi, em không buồn đâu mà. Ngày xưa em bán hàng chạy thật. Bây giờ các bạn ấy chạy quảng cáo ghê quá, mình già rồi không đủ được. Con hoa trễ vai này cũng xinh này, cho em xin mã hoa nhá. Hoa trễ vai này mặc rất đẹp luôn, để cho em xin mã hoa nhá. Lấy cho em xin mã hoa. Con này là một em dáng baby doll à, crop top henna chị Hương. Chị Hương vừa hỏi em cái gì nhỉ? Thôi, Hương vừa hỏi em cái gì ấy? Hương vừa hỏi em cái gì ấy? Con bác luôn này đẹp. Đây em thích cái con đỏ này quá. Em rất thích con đỏ này, kiểu nó lạ ấy. Kiểu con đỏ này rất lạ luôn. Tiểu thuyết về nhà Hạnh. Thế dễ chịu dễ thương mà. Không, ngày xưa em khác lắm chị ạ. Mặt không phải đâu. Ngày xưa kiểu bán hàng kiểu hời hợt lắm. Hồi đấy em là sinh viên ấy. Bán nó chưa chú trọng vào khách đâu. Bây giờ nó khác rồi.
quần đó, quần quần jean đúng không? Này cái kiểu này nó sẽ mặc như thế này này. Em nghĩ nó sẽ như thế này. Xinh chưa? Con áo đỏ này đẹp quá. Lấy cho em xin mặc áo nhá. Chị Hương này con áo này mặc xinh cực. Mặc với chân váy đẹp lắm. Lấy cho em xin mã đỏ nhá. Lụa đỏ. Lụa đỏ. Lấy cho em xin mã đỏ. Chế nào lấy đỏ này có 100 mã đỏ nhá. 180.000 thôi. Đỏ 180 ạ. Quần đó. Ơ, Thu vẫn xem em mà Thu ơi. Thu cu. Đợi em xíu thôi. Đứng nghe nói phép xong rồi thi thoảng chấm phát cho nó đỡ buồn người nhá. Hồng nhá, hồng xe mở. Tay lê lê. Hồng xe mở này. Lấy cho em xin mắt hồng ạ. Bác nào lấy hồng này có mượn hồng. Em tôi. Em đây. Chị vẫn xem à? Em tưởng chị đi ngủ một giấc rồi. Không thấy nói gì. Con này đẹp quá, size M mặc đẹp này. Lụa nha cả nhà ơi, màu xanh nhở. Cái này là màu xanh kiểu xanh phỉ ngọc ấy. Xanh nhá, size M mặc xinh ạ. Size M mặc xinh. Thu ơi, Thu mặc con này không? Lại đỏ. Hồng không, hồng chật ấy. Em mà hơi bị kích cái nách đấy. Con đấy chỉ bác nào size M nhỏ thôi. Size M với M vừa ấy là vừa đấy. Chị thích màu hồng à? Wow. Cô gái thích màu hồng nhất sự yêu đuối. Bây giờ các bà ấy đổi tên Facebook, đổi cái trang cá nhân, các bà phải nhắn tin cho em. Không là em méo chốt cho đâu, em sợ khách chốt khách mới lắm mọi người ơi. À, thích tay này à? Có em, đợi em một xíu. Em cũng thích tay này đấy, nhưng mà nhiều chị không thích tay này đâu. Con đỏ này đẹp quá này. Size M lớn mặc thoải mái con này giúp em nhá. Size M lớn con này đúng phong công sở luôn. Con này xem ML đều vừa, S thì hơi rộng. Còn shop em còn Hương ơi. Hương ơi. Nhưng mà Hương hỏi em cái nào nhỉ? Em méo nhớ chị Hương ạ. Chị Hương ơi, em méo nhớ Hương này, chị Hương hỏi em cái nào. Thật luôn. Em chỉ còn vài chiếc thôi. Lai lốt. Còn shop của chân váy bò, chân váy hoa. Mình thích áo lâu tây ở quả avatar của Hạnh. Áo lâu tây ở quả avatar. Làm gì có, váy đấy. Quả avatar là cái váy. Cái váy đúng không? Nó là cái váy tay nuê đây. Chị này có tay nuê này này. Thôi ơi, chị này con tay nuê này này. Quả avatar sang cái nhân đúng không? Nó là cái váy mẹ ơi. Váy của Ami đây. Tôi làm thêm cái tay đây. Tại em không mặc được. Em không mặc được ba lỗ. Váy. Cái đỏ vừa mặc 100. Đỏ vừa mặc 160.000 đi chị. Con này xinh nè. Đỏ vừa mặc 160 chị. Thôi. 160.000 rồi mẹ mất cái cục. Nè, xinh chưa? Trắng nhá. Size M mặc đẹp nhá. Ngực không to quá thì mặc ok con này nhá. Đẹp vãi. Đẹp nhờ. Trắng ạ. À, đấy là con áo tay phồng. Em chào chị Trang. Dạo này chị Trang đi đâu quá? Chất như kiểu là hàn chéo chứ ạ. Chất con này cũng mặc rất là thích nhá. Ok Trang ơi. Size M mặc đẹp. Chốt cho chị Trang này. 160.000. Hết nâu rồi. Cái con đấy cũng thích lắm ấy. Thích làm hàng để bán ấy. Tại vì con đấy phải đến, tôi phải nổ tin nhắn con đấy phải đến, phải 50 người hỏi con đấy. Thật, phải đến 50 người hỏi con đấy. Ngày đấy lấy bên Ninh Hiệp đấy. Ngày đấy lấy bên Ninh Hiệp ấy chứ. Mà lấy rẻ vãi, lấy có hơn 300.000. Về bán cho các bà lấy bán 400 là thoải mái. Nãy được vài chục nhưng mà nó gần ngay đấy. Đến khi ra hỏi không còn. Đẹp, con đấy đẹp thật. Chẳng ép hết rồi. Đỏ nhá, lấy cho em xin mã đỏ. Con đỏ này đẹp mà, size M mặc đẹp. 160.000 ạ. Đỏ size M mặc đẹp 160 này. Con lụa này xinh này, lấy cho em con lụa xanh này nhá. Lụa xanh size M luôn. Con này lụa xanh này size M lớn đều vừa nhá. Lụa xanh ạ.
áo nhà em thì giá nó cũng bình dân thôi mọi người ạ. Nên mọi người cứ yên tâm đi, không không bị đắt đâu. Nên các chị cứ thoải mái đi, thoải mái lấy em thật đấy. Nhà em không bán tự nhiên bán cắt cổ lên đâu, bởi vì những cái hàng này nó gọi là hàng phễu của em ấy. Thì thoảng em cứ like để kéo tương tác thôi, chứ cái này em không lãi lời bao nhiêu. Nó em phải có một cái tệp hàng phễu để đẩy những cái hàng của em chủ yếu lên, thì em vẫn làm bán váy. Hạnh váy mà, hạnh váy thì phải bán váy chứ. Con trắng này đẹp chưa? Ui con trắng này xinh đấy. Size M lớn, M lớn để vừa này. Trắng này size M lớn để vừa cho em nha. Trắng size M lớn để vừa cho em. Đẹp quá. Nhưng mà phải công nhận chất vải của bọn này rất đẹp nha. Phải công nhận đấy, phải công nhận một điều luôn. Này cái con này bác nào chuẩn bị đi du lịch không? Mặc cái con này nó như ở dạng chất tơ ấy chị. Nó sẽ như kiểu dạng chất tơ, xong này mặc với quần trắng ấy, ui mắc xinh luôn. Mặc với quần trắng ạ, quần đuôi trắng ạ. Đi du lịch nguyên một combo này nhá, siêu đẹp luôn. Bên trong mọc cho em một cái quây trắng nữa. Trời ơi, hoặc là hai dây trắng nhá, rất rất đẹp. Cái dáng này kiểu mặc đẹp cực. Màu xanh bơ nha mọi người, màu xanh bơ nha. Đấy trắng em đang mặc cho em xin mã trắng 180.000 ạ. Em có một con siêu phẩm nhưng mà con này chất sẽ hơi dày nhá. Em nói luôn là chất con này sẽ hơi dày đấy. Chất con này sẽ hơi dày một xíu nhưng mà dáng thì đẹp ngất ngây. Ok chưa? Chất thì sẽ hơi dày dặn một chút nha. Nhưng mà dáng thì rất là đẹp, dáng thì đẹp cực. Size S này. Bác nào lấy con crop top này size S nào. Size S gì? Lấy con trắng em đang mặc này cho em xin mã trắng nha các. Cúc của khuy của nó à, cái cổ của nó sẽ là cổ lệch trắng ạ. Trắng. Chị nào thích cái kiểu lạ lạ mà chất dày dày đấy thì bảo em nha. Xanh nha. Xanh size M lớn đều vừa, mặc chất rất là mát, xanh. 150.000, lấy cho em xin mã xanh 150. Đây ạ, chị Hương ơi, con này đẹp này. Kiểu bây giờ cũng nắm bắt được gu của mọi người rồi ấy. Biết kiểu kiểu các bà thích cái kiểu kiểu gì ấy. Nhưng mà chị em nhà Thúy Nguyệt thì em vẫn chưa tìm ra nha. Xin lỗi nha, vẫn chưa tìm ra gu của các bà là gu kiểu gì luôn. Khó hiểu vãi. Ơi hết hồn. Đây con này đẹp này. Chị lấy con này này, thi thoảng đi tiệc sang lắm ấy. Còn mặt bắt thu rùa thì em vẫn tìm ra được nguyên do nha thôi. Xinh chưa? Lấy cho em xin mã hồng nha, 200.000 ạ. Em xin phép bán con này 200.000, nó rất là đẹp và nó không tì vết luôn ấy mọi người. 200.000 nhá, lấy cho em xin mã hồng 200. Hồng 200k, con này còn nguyên mác luôn này. Con này còn nguyên thị mác luôn này. Đẹp không? 200.000 ạ. Thôi không phải đọc mã, 200.000. Con này chất đẹp phê luôn. Hồng không tì vết, ok. Mã hơi bị đỉnh luôn. Hồng không tì vết 200.000. Thu ơi đợi em một tí thôi ạ. Em kiếm cho. Còn vài con hay hay chị Thu ơi. Đúng rồi ấy. Gu lung tung vãi trưởng. Ngày thì thích kiểu body, ngày thì thích bánh bèo. Không hiểu kiểu gì để mà gạ. Có nhiều người kiểu bản chất không thể thay đổi được. Nhưng có nhiều bà thì thay đổi như kiểu trong sóng luôn. Con này đẹp quá này. Sao nhỉ? Đúng rồi, cái kiểu vậy. Tức là vừa mới thấy hôm trước thích cái gu kiểu này, xong hôm nay gạ đã không thích nữa rồi. Nên nó mệt mỏi lắm. Con này đẹp chưa? Con này sẽ kèm một cái dây nơ nữa. Đây, buộc về đằng trước nhá. Lấy cho em xin mã sao nhỉ? Đa nhân cách. Sao size M mặc đẹp. Sao nhá, 180.000 ạ. Sao size M mặc đẹp. Này con này sẽ là cái form mà, con này hàng hiệu á. Con này sẽ là form không cần phải đỏ, 160.000. Đỏ này đúng không chị Thu? Con đỏ mà cổ này đúng không? Ok chị Thu ơi. 160 này. Chị Trang ơi, thì khoảng chấm gái, không lại nạc mất nhau. Con này để cho các chị mặc với quần suông nhá. Nó thật sự là con này mặc với quần suông rất đẹp, quần suông đen ạ, mặc rất đẹp luôn. Và con này sẽ là tay phồng không kiểu mặc không phải sô vin ấy. Ừ, thật sự đấy. Kiểu cứ có cái kiểu đấy rồi là không mua nữa. Ghét ta. Và đổi hết cho bằng người vậy à. Lấy cho em mã trắng nhá. Lấy trắng này cho em xin mã trắng ạ. Con này cũng xinh này. Con này rất yêu luôn. Con này cũng là form không sô vin ạ. Nhìn có chị nào thích giả không sô vin không? Em hết chồng này xong em lại chuyển sang chồng này. Đó, sau đấy em lại chuyển sang chồng ngoài kia. Và mọi người đợi em một xíu nhá. Ui, con này đẹp đấy. Lấy cho em xin mã đan nha.
Cái này của nó sẽ là đan thêu ạ, 160.000 ạ. Đan thêu 160 ạ. Đan thêu 160k. Lấy cho em xin mã đan thêu 160. Con này là dáng bụng eo. Con này dáng bụng eo nhưng mà cảm giác size to lắm. Ôi mẹ ơi con này xinh chưa. Này, size M. Size M nhá. Cưng không? Đẹp nhỉ. Lấy cho em xin mã xanh. Nó là màu xanh 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 ra trời nhạt nha. Cho em xin mã xanh ạ. Bác nào để xanh này có mời cho em mã xanh nha. Xanh 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 xanh. Tiếp này, một em này ạ. Em này thì nó sẽ kiểu phối hơi cá tính một tí. Lấy cho em xin mã phối nhá. 150.000 ạ. Phối 150. Phối 150. Bác nào để phối có mời cho em mã phối 150. Có chị nào mặc trễ vai không? Trễ vai hoa. Trễ vai hoa cả nhà nhá. Em sẽ đi nhanh thôi. Tại vì các chị mà không thích cái em bỏ qua luôn. Ui con này đẹp này. Trời ơi con này mắc xinh luôn. Size S. Các bà size S rồi. Bà Thúy ơi. Bà Thúy và Nguyệt ơi. Con này mặc xinh này. Con này mặc với quần jean nhỉ. Hoặc là quần đen. Nhất là những cái dòng quần ống ống đấy. Bởi vì nó sẽ là dáng hơi ôm. Nhưng mà nó là size S rồi. Không. À đây. Ô. Chết rồi điện thoại. Chị có điện thoại đấy không? Chị có kết bạn với ông Ninh em không? Chị nhắn tin ông Ninh bảo ông Ninh là mang cho em cái váy xanh ra đây cả. Em vừa mới đi ăn về xong em ra đây tuần đây. Thế em vừa quên em không dặn ông Ninh cầm ra đây cho. Thế mới đau chứ. Bá phỉ báo tôi từ hôm qua hôm nay. Là tao biết mày kiểu gì quên mà. Các kiểu mình không thích kiểu bị phỉ báng như thế đâu. Biết đâu được cơ. Thi thoảng chị em liên kết. Chị em cây khế liên kết nhau. Nè. Xinh chưa? Size S, size M nhỏ thôi. Con này đẹp quá. Size M nhỏ nha. Phong con này mặc theo kiểu chéo chéo này này. Size M nhỏ mặc đẹp con này do em con này mặc chật mà. Nên chỉ size S M nhỏ thôi. Lấy cho em xin mã B nhá. À mồng lụa đi. Cho em mã lụa cho đỡ nhầm. Một em baby doll. Kiểu baby doll ạ. Ôi con này mặc yêu lắm ý. Nè xinh không? Baby doll không cổ, chất thô nha. Bác nào có nhiều bác thì rất là nghiện thô. Ừ, chị rộng nhưng mà Thủy thì vừa. Con đấy đẹp đó Thủy. Lấy con đấy đi, mặc với quần jean nha. Mặc với quần jean đúng loe. Mặc đỉnh luôn. Đúng bộ, đeo thêm tí cao gót nữa thôi rồi. Không. Con đấy mặc không bị to bụng đâu. Cái tà đấy đấy mặc hay mà. Ôi con trắng này xinh quá. Tiểu thư quá. Chị Hương, để con trắng này. Cho em mã trắng nhá. Trắng trắng thô ạ. Cho em xin mã trắng ạ. 150.000. Trắng 150 nhá. Con này size L luôn này. Thu ơi. Chị Thu ơi. Này con trắng này không. Thề luôn là cái chất con này. Ui nó phê vãi. Nó làm sao được. Nó phải ôm hết bụng đâu mà lộ. Trời ơi, cái chất con này phê vãi trưởng luôn ý. Size L ạ. Ui đẹp lắm, em thật luôn là cái chất con này phê vãi. Hãy nhận đi, rồi cảm nhận. Chết rồi, tí nó đáng nhớ giá. Tí nữa cứ nhớ giá kiểu chênh lệch 10.000. Đến khi mọi người nhận hàng đừng chửi em nhá. Em không nhớ giá chính xác đâu. Mắc địch. Địch quá chị Thu ơi. Địch nha. Đình cao nha. Hay không? Để cho em xin mã trắng nhá. Size ML thoải mái này. Cho em mã trắng đi. Trắng size ML một thoải mái. Này. Con này yêu này. Trắng size ML. Chất vải đẹp. Chất vải đẹp lắm. 160.000. Chất vải đẹp lắm. Màu kiểu xám xám ấy. Con này kiểu màu xám ghi. Không phải xanh. Xám ghi nhá. Xám ghi nhá. Còn đây ví dụ đây là màu xám xanh này. Thì đây là màu xám ghi. Thấy chưa? Tông của nó sẽ xám hơn. Còn tông con này là tông xanh. Còn con này là tông xám. Đúng không? Vỡ tan là như thế đó. Con này đẹp mà. 160.000. 160 nhá. Cho mình mã 160. Chị Thông Hòa phong không? 160.000 để cho em mã 160. Con này thật thô ạ. Trắng nhở. Chất
kiểu thô mộc nhá. Con này là kiểu dạng chất thô mộc ấy. Trắng kem, màu trắng kem ngà nhá. Cho em xin mã trắng. Màu trắng kem ngà, lấy cho em xin mã trắng ạ. Màu trắng kem ngà, lấy cho em xin mã trắng. Trắng 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 trắng. Trắng 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 trắng. Bác Thu lấy con này không? Dáng cổ vest. Chỉ lỗi màu xanh. Xanh mắt biếc. Dáng cổ vest ạ. Cho em mã xanh. Chưa thấy vơi mấy nhỉ? Bán từ nãy giờ mà chưa thấy vơi mấy đâu ạ. Được. Đẹp mà, tôi bảo là bà cứ mặc với quần ống noe. Những cái form ôm ôm như thế này mặc với quần ống noe cực đẹp luôn. Thích mặc quần ống noe hơn nha. Quần ống ôm thì nó gọi là best seller rồi, nhưng mặc với những quần ống noe nhìn nó khác lắm. Đeo cao gót lên nữa nhìn dáng cao cực, kiểu gầy gầy mảnh mảnh người ấy. Này, lấy cho em xin mã xanh nhá. Chỉ lỗi ạ. 150.000 ạ, xanh chỉ lỗi 150. Xanh chỉ lỗi 150 cả nhà ơi. Xanh chỉ lỗi nhá, 150.000. Em có con này size S này. Xanh chỉ lỗi 150 nhá, lấy cho em xin mã xanh. Một em màu be nhá. Size S xỉ. Ui. Xinh chưa? Đánh bèo một xíu nhá. Mắc địch. Con này mà phối với quả chân váy nhá. Chân váy bút chì nhỉ. Lấy cho em xin mã B nhá, size S chuẩn mặc đẹp con này giúp em nhá. 130.000. Size S xì mặc đẹp giúp em 130 ạ. 130, cho em mã 130. Này, con này là một con đen. Em này là một em đen. Thế là S đẹp nhỉ. Con đấy xinh quá, con đấy kiểu tiểu thư ấy. Con đen này xinh này. Size con này chắc là tầm size M á. Size M nhá. Cái tay của nó sẽ là dòng tay chuông như thế này ạ. Lấy cho em xin mã đen nhá. Lấy cho em xin mã đen. Mã đen ạ. Size S. Còn để ta size S cho. Size này là size S chứ. Trời ơi, xinh chưa? Lụa nhá. Lụa trắng. Em còn nhiều lắm. Để xíu xíu. Lụa trắng ạ. Dáng của nó sẽ hơi ôm bo chun. Hạnh con quần không? Hạnh còn quần không? Hôm nào nên lại đi. Lười làm quần vãi. Quần về nhiều quần mới lắm rồi. Về nhiều quần mới cực nhưng mà lười làm. Làm quần vất vả vãi. Con này đẹp này thôi. Chất của nó mặc mát lắm nha. Lấy cho em xin mã trắng nhá. Lấy trắng này cho em xin mã trắng nhá. Size tầm ML mặc đẹp con này rất chất lụa. 170.000 ạ. Kiểu này chưa có này. Kiểu này mặc với này quần jean đẹp. 170. Chị Hương ơi. Yêu chưa? Dáng của nó sẽ hơi lửng lửng nhá. Cái này mọi người như thế này luôn ạ. Trắng cho chị Hương này. Hàng hiệu luôn chứ. 170.000 đúng không? Trắng cho bác Hương này. 170 này. Con này ạ. Mọi người ơi. Mọi người mặc không nhá. Tức là mặc với chân váy midi thôi. Mặc với chân váy midi bình thường thôi ạ. Trắng cổ lá. Những cái form này thì mọi người lên mặc với chân váy midi bình thường. Đẹp quá. Có thể sơ vin cũng được. Em nghĩ là có thể sơ vin được. Nhưng mà theo em kiểu là dáng của nó đã làm crop top rồi thì mọi người cứ bỏ xuông ra thôi là đã xinh rồi. Cho em mã cổ đi. Chất thô nhá. 160.000 ạ. Cho em mã cổ đi. Chất thô nha. 160. Trời ơi. Đúng rồi. Xinh nhỉ. Nhìn như ở gái 18 ấy. Con này là dáng... gì nhỉ? Dáng baby doll. Dáng baby doll. Cổ cho bà Thúy. Đẹp cực Thúy ạ. Mặc với lại chân váy midi bình thường ấy. Cổ cho bà Thúy 160 này. Này. Baby doll. Hoa nhí chất tơ nha. Lấy cho em xin mã baby. Baby doll nha. Hoa nhí chất tơ. Lấy cho em xin mã baby. Yêu chưa yêu chưa. Hàng của Uba size M. Trắng tinh nhá, con đấy là trắng tinh nha. Trắng tinh nha bạn. Trắng tinh tình tình. Không phải trắng kem. Con nào mà báo là trắng kem thì nó sẽ là trắng kem. Bởi vì em bán hàng ít khi em nói kiểu không ấy lắm. Khách nào hỏi thì em sẽ nói luôn. Với lại thực ra nhìn trên line là biết à. Con này crop top này. Trắng nhá, đằng sau có chun này. Con này chất thô nha. Để cho em xin mã trắng ạ. Size tầm M là mặc đẹp.
trắng 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 xe mở xin. Trời ơi em có con này đẹp quá ha. Cả nhà ơi, cả nhà ơi. Xinh không? Lạ nha. Con này chưa bao giờ có đâu. Rất chi là độc lạ nha. Chuẩn bị mã cho em đi. Em xin phép đính một phát đi. Em xin thị phép là em đính một phát. Ủa, bố nó không sang nữa hử? Chắc thằng kia cho chị ngủ. Trời ơi, xinh quá. Eo ơi, xinh chưa này? Tay này, tay của nó sẽ ôm trọn luôn. Hạ giống hai gái Hàn nhỉ? Giống Hàn Quốc ấy. Em này nó sẽ giống là form Hàn Quốc ấy mọi người. Em thử cho vào screen trước. Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc. Nói cho em mã lạ nhá. Mã lạ 200 nghìn ạ. Size con này phải tầm ML. 200 nghìn nhá, cho em mã lạ 200. Vàng đẹp chưa? Mã lạ 200k. Bác lạ lấy lạ lại có mờ lạ giúp em. Ui đẹp quá. Mã lạ nhá mọi người ơi. Nó sẽ là hai quyền trước này. Mã lạ 200 nghìn ạ. 200 nghìn mã lạ nhá. Size tầm ML. ML là mặc đẹp nhất nhá. Mã lạ đấy. Thằng này nó sẽ có những con hàng nó rất là độc ý. Mã lạ 200 nghìn ạ. Cho em xin mã lạ 200k. Lạ 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 lạ. Lạ nùng nào ngày anh đến. Tiếp nha. Do tiếp nha. Thích cái gì nữa thì hú em. Cứ hú mạnh mẽ lên. Dám bách luôn kẻ này. Tại vì chỗ này em còn rất là nhiều hàng. Thiệt sự. Nhưng em sẽ lên dần luôn. Cho mọi người hết đi. Thằng nào còn hẳn 14 người xem không. Với em thế này là nhiều lắm rồi. Ngày xưa nhá 10 người xem, 10 người, dưới 10, dưới 20 người xem tắt like luôn. Dạ ok chị. Ui con này yêu nhờ. Người xem mã trắng con vàng này đúng không? Con này chị có thể mặc chế vai cũng được. Hoặc là cổ u. Chế vai hoặc là cổ đấy cũng được ạ. Đây ạ. Chế vai nha. Vàng này. Vàng 160 ạ. Áo thì đồng giá sẽ hầu như sẽ là 160.000. Hầu như sẽ là 160.000 hết thôi. Hoặc là đưa vai lên tùy ý ạ. Cho em xin mã vàng nha. Chế nào đấy vàng này có mượn vàng giúp em ạ. Cho em xin mã vàng ạ. Yêu quá. Vàng vàng. Vàng 160.000. Vàng 160k ạ. Đây chị Hương ơi. Vàng 160 nhá. Tại vì em cứ kiếm mấy con điệu điệu này em gọi các chế xe L này. Vàng 160.000 chị Thủy ạ. Chị thua. Trời ơi con này đẹp quá. Con này hiểu họa tiết beo beo chất liệu von này. Họa tiết beo beo chất liệu von nha. Hai hàng khuy luôn ạ. Hai dòng khuy. Cho em xin mã beo nhá. Beo 200.000. Beo 200k. Xinh. Beo 200.000 ạ. Lấy cho em xin mã beo 200. Tay của nó sẽ hơi như thế này. Sai con này tầm L là mặc đẹp. Beo 200 nghìn ạ. Đẹp quá. Hai hàng khuy này. Beo 200 nghìn nhá. Lấy cho em xin mã beo 200k. Beo 200 nghìn đồng. Beo. Beo lè. Đẹp mà. 200. Dạ chân thành luôn á. Con này chỉ size SM thôi. Size SM thôi nhá. Size SM thôi. Con này bác nào thích cá tính một tí nhá. Hoặc những cái form này ạ. Cá tính nhá. Lấy cho em xin mã cá tính ạ. 130.000. Cá tính 130. Con này thì bác nào thích điệu điệu một xíu. Con này bé nhá. Sẽ ép với. Tiếp ạ. Trắng dáng bách lung. Trắng dáng bách lung. Trắng ạ. Dáng bách lung. Size ML trắng nhá. Ok. Đã đi ngủ rồi. Ngủ sớm ấy. Không chơi em nữa. Kẻ này. Kẻ. Mai gửi. Mai làm đơn. Thảo Mai quyết tâm cho con bé nhân viên làm đơn. Tím vừa méo đâu bắt thử. Tím chắc chỉ sẽ ép thôi. Con tím mặc đấy mà cũng yêu.
con tím đấy bên dưới mà mặc quần short trắng nữa thì đi du lịch chấm hết luôn. Con kẻ này đẹp này thôi. Kẻ nhá, lấy cho em xin mã kẻ ạ. Kẻ này lấy cho em xin mã kẻ nhá cả nhà ơi. Kẻ cho em xin mã kẻ. 150.000 ạ. Tím này vừa méo đâu có thử. Không vừa luôn ấy, đằng sau là sẽ là chun như thế này nhá. Kẻ 150 để chun. Đúng nào là đúng một thôi. Đây. Kẻ 150. Giờ màu trắng kem nha cả nhà ơi. Chất ren màu trắng kem tay phồng. Xem tím tím S đấy. Hiếp hộ em à. 130.000. Xe S. Tím đây ạ. Xe S gì nhỉ? Hóng dừa đâu đừng bắt thử nha. Em giết đấy. Đằng sau là chun này. Ok. Ui con trắng này xinh như này. Con này chị Thu với chị Hương mặc đều đẹp này. Hai bác này size bằng nhau, size ML tay của nó đấy ạ. Lấy cho em xin mã trắng ạ. Thử mỗi canh nhá. Lấy tím 130.000. Ha ha. Nguyệt lấy tím hộ em. Thank you Nguyệt. Thân sự yêu. Tím này đẹp mà. Đây. Canh nhá. Yêu nhỉ? Xinh nhỉ? Nó ôm hết mà. Đây này. Rồi nó không bị tớt nên đâu. Các chị yên tâm. Nó may kỹ lắm. Hóng dừa đâu. Bà Thúy sợ hóng dừa thôi. Nó ôm hết bên dưới gấu luôn á. Thế kệ. Nhưng mà chắc chắn là sẽ vừa size S và mười nhỏ này. Cái hai bạn này size gần gần giống nhau ấy. May cho chị nha, không là em sắp sửng xương xỉa mặt lên rồi. Chất mát lắm ý. Chất ok. Lấy cho em xin mã trắng đẹp nhờ. Nó là cái này nó là kiểu họa tiết hoa gấm ấy. Hoa gấm nổi nhờ. Cho em mã trắng nhá, 160.000. Trắng 160 ạ. Hầu như em không báo giá sẽ là 160.000 hết ạ. Hầu như em không báo giá sẽ là 160 hết nhá. Này con này đẹp không? 130.000 luôn cho hết đi, xe ép nha các bác. Em không vừa đâu. Đừng bắt em thử con này nha. Em thử lên canh. Nó là cổ trúc cơ. Mặt kiểu nó sẽ hơi đấy một tí ấy. Nghịch nghịch. Con này mà mặc với quần quần ống chuông đen. Mặt kiểu nghịch nghịch một tí nha. Thình thình. Đẹp chưa? Tại hôm nay về muộn quá. Hôm nay đáng nhẽ là cũng không không. Tại vì nó hứa là tối nay sẽ like rồi nên phải like thôi. Tại vì cái hàng này mọi người cũng chờ lâu ấy. Lấy cho em mã trắng 130.000 nha. Con đấy chắc là bà mặc ok đấy. Con kia thì mặc sợ rộng thôi. Chứ con đấy mặc tôi thấy đằng sau chun của nó cũng được ấy. Này. Con này là dáng baby doll nha. Theo ạ. Baby doll theo. Trắng này. Cho em xin mã trắng này. 130.000. Con này xinh này, con này là hàng của HM nhá. Con này sẽ là hàng của HM. Em đứa cái trắng hoa lại chị xem. Em đưa cái trắng hoa lại chị xem. Cái trắng hoa hả? Phiên dịch. Cái trắng hoa. Cái trắng hoa là cái này hả chị? Bích Hồ ơi. Ừ. Con này xinh chưa? Lấy cho em xin mã kẻ nha cả nhà ơi. Con này hàng hiệu của HM nha. Ừ, vừa, chẳng có dây cổ vừa. Chúc cơ lên cái gì. Con này hàng của HM nha. Lấy cho em xin mã kẻ ạ. Con này kẻ này có một kẻ giúp em nhé. Nó sẽ hơi điệu điệu ấy. Size màu. Size màu một đẹp. À, cái trắng mỏng hoa gấm. À, cái trắng mỏng hoa gấm đây đúng không? Con này nó may kỹ lắm ấy chị Bích Hồ ạ. Cái em mặc lên người đúng không? Bên trong của nó sẽ là bao căn cuốn hết luôn. Ôi ôi, đã sang rồi. Tưởng không sang nữa. Vừa mới ngủ à? Đây đúng không chị Bích Hồ? 160.000. Rẻ mà đẹp lắm. Chị em mình vừa. Chị em mình bằng size nhau thì cứ hiếp đi chị ạ.
trắng nhá, lấy cho em mã trắng 160.000. Của chị à. Không ghi vào giấy dán. Của chị à... Hương. Hương Đoàn. Hương Đặng. À, Hương Đặng, đúng rồi, xin lỗi. 160. Này, con này cũng đẹp này, bà ấy này, chị Bích Hồ 160.000. Yêu chị. Nè, xinh không? Xanh nhá, màu xanh bơ. Cái này là màu xanh bơ bên ngoài nhá. Lấy cho em xin mã xanh nhá, bản chị em vai màu xanh bơ nhá. Cho em mã xanh. Xanh ạ. Cho em xin mã xanh ạ. Con đen này em đang hơi bị thích ấy. Thôi, em để bằng nhá. Lần trước em thích rồi. Xong rồi váy trình như chưa chị ạ. Em chưa sang. Chắc là chưa sửa xong. Em cũng chưa sang, tại vì hôm qua em sang em đưa đồ cho nó còn vài cái nó còn chưa sửa xong cơ. À em có một con váy kiểu như thế đấy chị Bích Hồ. Xinh cực. Đây này, mới lấy được hôm qua luôn. Con này đẹp nhở. Thôi để con này mặc nhá. Để con này mặc với lại áo quần short trắng. Kiểu em hay mặc mùa hè, mọi người sẽ thấy em style này mặc suốt ngày. Em thích mặc kiểu này. Kiểu hâm hâm ấy mà. Em không không tính. Dạ. Cho xem nào. Con này của bà Thúy. Con tắc ta đúng không? Thúy. Thúy ấy, quần là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhỉ? Vũ Thanh Thúy. Đúng, Vũ Thanh Thúy. À Vũ Thanh Thúy. Bây giờ không gọi bà là Thúy Thanh nữa rồi. Bà chửi. 150.000 nụa nhá. Con này là lụa organza 100% luôn ạ. Form rất là basic luôn, nhưng đẹp lắm. Lấy cho em xin mã lụa nhá, size M mặc đẹp. Lụa size M mặc xinh ạ. Tắt tao để 130.000 ạ. 130.000 chào ạ. Không phải 150.000 đâu. Đã chửi rồi đấy. Con trắng là con mô, là con mà bảo là cổ đấy hả? Ừ. Ui cái con này xinh quá này. Cái con này có cái cổ xinh như này. Bây giờ đang tình hình là đang không nhớ giá lắm đâu. Giờ não mới sao mà. Nên mình đang bị sẽ nhầm một xíu giá đấy. Áo mặc bảo mã cổ đấy gì. Cái áo mã cổ. Mã cổ to này gì. Thôi con này lại để mặc nhá. Đây con này đúng không? Của Thúy đúng không? Con đấy là 160.000, chắc chắn 100%. Con này đúng không? Thôi con này để tôi mặc. Tại tôi thích. Chị Hương ơi, tay lê. À nhưng con này sẽ bé không? Con này sẽ SM nhỏ rồi. Chật lắm, không vừa đâu. Của Cẩm Tú Cầu 160. Sẽ SM nhỏ nha, sẽ S. Sẽ SM nhỏ thôi. Cho em mã trắng nhá, trắng cổ lơ ạ. Size S mờ nhỏ trắng cổ lơ nhá, để cho em xin mã S. Trắng mờ nhỏ. Con này xinh này. Trắng size M. Trắng crop top size M nhá, cho em xin mã trắng nhá, 130.000. Trắng crop top size M 130 ạ. Vàng, yêu không? Màu vàng này nó là màu vàng chất ngoan ấy. Tưa tưa, đẹp nhỉ. Cầm túi cầu luôn. 130.000. Vàng đẹp chưa? Cho em mã vàng nhá. Ui xinh lắm, nhìn giống công chúa. Trắng, cái trắng crop top này hả chị Hương? Ok. Vàng nhá, lấy cho em xin mã vàng nhá, 130.000 ạ. Hiếp hộ em. Con này chắc chỉ size M thôi không ạ? Em mặc nó sẽ hơi bị chật một tí. Chuẩn 130 đấy. Đẹp chưa? Trắng đấy chị Hương ơi. Điền. Crop top, đánh bèo. Cặp thú cầu 180. Lụa này. Con lụa này xinh này. Lụa màu cam nha. Lụa màu cam đất, cam nhạt ấy. Chất liệu lụa màu cam nhạt nha.
tay to chị sợ chật. Không, tay thì em không sợ nhưng em sợ ngực. Em sợ ngực chật ấy. Của à không, vứt ra. Con này nhăn quá, vứt ra ngoài. Ra đấy chỗ khách. Thật là buồn cười. Của bà tập tú tàu. 180.000. Lụa nhá, lụa lơ 160.000 ạ. Lấy cho em xin bán lụa 160. Lụa lơ 160k của chị Hương. Lụa lơ 160.000 size ML. Con này size ML mặc đẹp giúp em nhá. 160 à 180, con đấy 180. Trễ vai màu vàng. Con này đang bị giãn chùn các bạn. Nó đang bị rãn tun. Trễ vai màu vàng. Vàng cổ đông ơi, vàng cổ đông 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 đông. Vàng trễ vai. Lụa luôn này. Trễ vai đen. Xinh quá. Các loại trễ vai. Trễ vai đen ạ. Đen trễ vai. Thu 50. Đen chế vai đen. Đen chế vai. Chế vai đen. Nè, xinh không? Size S nè. Chị em nhà Thúy. Của chị Hương luôn, 180. Chị em nhà cái gì? Thúy Nguyệt. Xinh nhở? Size S mở nhỏ nha. Đằng sau của nó sẽ có chun nhở. Lấy con đen này cho em xin mã đen nhà. Con này mà phối với lại quần jean ống nghe chấm hết. Con này phối quần jean đẹp thật. Quần jean ống nghe mà kiểu hơi ôm ôm ấy. Không, rốn của nó đã che xuống dưới rồi. Lấy cho em xin mã đen nhá. À, của chị Hương luôn. 200. Con này có sẵn mút ngực luôn. Chỉ cần mặc thôi. Con này đẹp lắm ấy. Con này mà mặc với định kiểu dạng quần jean xanh ấy. Đẹp. Kiểu mặc nó sẽ hơi ôm một tí. Đẹp lắm. Đen nha. Nó cho 60.000 luôn cho hết này. Nách thì sợ gì. Của chị Hương luôn. 160.000. Nè, đằng sau này. Đằng sau là chun mà. Tại vì bà có phải xe to rồi mà sợ. Ngon chưa? Đẹp nhờ. Cái này mà sợ hở thì may mẹ nó vô. Đính như thế này này là nó sẽ không bị hở nữa. Xương. Con này để em đo xem nào. Ngực con này các bạn là nó sẽ có chun như thế này đằng sau chị Nguyệt ạ. Dạ. Mới. Ừ. Con này đằng sau của nó sẽ có chun ấy chị Nguyệt. Nên em nghĩ là thoải mái lắm. Con này thoải mái lắm. Xe hết nha. Để cho em xin mã đen nha. Đen ạ. Của chị Tiên. Một tốp này là của chị Tiên luôn. Đấy, cái đen đấy nữa. Với cái mấy cái kia trước có chớp cho chị Tiên nhá. Mua cái xanh gì? Ừ đây, cho vào cái đồng này. 1860 cộng với 150 đi. Lấy cho em xin mã đen nhá. Đen 160.000 ạ. Đen 160 chị ơi. Lấy cho em xin mã đen 160 nhá. Này, tiếp một con đen nữa này. Con này đẹp mà. Con đen này cũng xe hết nhờ. Con đen này cũng xe hết nhờ. Mắc lên Nguyệt lấy. Chị em nhà Nguyệt. Con đấy của bà Nguyệt. À không. Con đấy của chị Thái Hưởng 130.000. Của chị Lê Nguyệt này. 160.000 này. Đen đẹp này, size S nhờ. Đen này size S luôn ạ. Lấy cho em xin mã đen ạ. Đen này, lấy cho em xin mã đen nhá, 160 luôn. Con này em rất thích luôn, cái màu này em thích quá. Em để mặc. Em để mặc từ nãy giờ nhiều quá nhỉ. Chết rồi mọi người. Lỗ rồi. Chưa thấy lãi đâu mà thấy lỗ rồi đấy. Cái màu này em thích ấy, cái màu này nó nạ, em chưa có. Màu kiểu màu vàng màu bạc. Chị bị sầu rồi. Chị Lê Nguyệt ok lấy đen rồi.
Chị bị sâu rồi. Vàng nhá, lấy cho em xin mã vàng. Chị có thấy chị lấy đâu? Hai chị em nhà chị đang nói chuyện với nhau ấy. Chị thu 160.000. Tím nhá. Tím. Tiếp ạ, size tím size M này. Chị Thu Thủy. Thu Thủy. Hình như cái vàng, cái quần vàng kia cũng chị Thu Thủy luôn. 180.000 cộng với 160.000. Chị Thủy ơi, chị có trong này không? Đưa vợ cái quần. Bác Thu Thủy ơi, có phải bác lấy con quần này không? Size M đúng không? 180.000 quần này thì nhớ giá tiền là 180. Con này size M mà để con tím này giúp em nhá. Lấy cho em xin con tím nhá. Tím. Sao? Áo thì đúng rồi. Áo 160 của chị Thu Thủy. Cái gì Nguyễn Trần Thu Thủy à? Ai ơi. Còn ai xem em? Cả nhà ơi, cho em một chấm lửa chấm đi. Để em còn có động lực em chiến tiếp nào. Em còn nhiều sơ mi lắm. Chiến đấu tiếp. Thêu này. Đẹp nhỉ? Size S nhỉ? Thêu size S gì? Này cho em xin mắt thêu. Thêu size S ạ. Quần short hả? Còn ít lắm chị Hương ạ. Ôi, giờ muộn có còn ít quá. Đây nha, em cứ dơ nhá. 130.000 của bà Nguyệt. Vũ Minh Nguyệt. Size S này. Size S này. Con này là size M này. Size S lớn M nhỏ này. Xe lớn màu nhỏ này. Đen nhá. Con này XS mọi người ạ. Bác là 60 nhất cho em. Bé vãi trưởng luôn. Xanh. Con này cũng là dòng kiểu cạp siêu cao và siêu phồng ấy. Size M. Cạp siêu cao siêu phồng luôn. 150.000 lấy cho em mã 150. Cái này lấy cho em xin mã đai nhá, size M nhá. Lấy cho em mã đai ạ, 160.000 ạ. Ai là trẻ con ở đây? Xanh bé lắm chị ạ. Eo chỉ có 60 thôi. Nhỏ tí xíu. Size M này. Size M mặc đẹp này. Size M nhá. Size M mặc xinh. Kiểu dạng quần váy ấy. Size M mặc xinh ạ. Con này cũng là cặp siêu cao luôn. Của chị Hương, à Trang Nguyễn, 160.000. Đây nữa này, đây nốt đi cho hết này. Của bà Thúy này, 60 luôn này. Con này cặp siêu cao luôn, siêu cao luôn ạ. Nhưng mà vấn đề là ai mua? Ai có con gái mua em gái? Phồng eo bao nhiêu? Con phồng này đúng không? Con này chắc là size M đấy chị ạ. Chị ạ. Em không rõ là eo bao nhiêu nữa. Nó đánh ở mắt là size S nhưng con này em nghĩ là size M mặc được. Thử nhá. Con quần phồng này hay không? Hôm nay hơi bị khỏe đấy. Livestream hôm nay là hơi bị khỏe đấy. Đừng có đùa với thịt chùa. Dê. Qua được quả mông 99 này là hơi bị áp tỉ. Size con này chỉ tầm size M thôi. SM nhỏ. Khóa là khóa đồng nha. Con này đúng không? Đói eo, đói eo, đói eo, đói eo. Đang chuẩn bị muốn tách cái quần ra rồi. Eo 72 thôi chị Hương ạ. Con này không vừa rồi. Chắc chỉ size S. Thúy ơi, giải cứu. Hay ui. Con này size S nhỉ.
con này eo 72 thì chỉ khoảng eo 70. Nói thật sự này, eo 70 là mặc đẹp nhất nha. Chật rồi. Eo 70 là mặc đẹp nhất nha. Lấy cho em xin mã đen nha. Mã đen 130.000 ạ. Và đấy là CS là thật chứ mọi người ạ. Đúng chưa? 130 nha. Kẹp mất miếng thịt đây. 130.000. Cho em mã 130. Đẹp quá. Quần con này đẹp quá. 130 chị ạ. Cho em mã 130. Tiếp CS này, nhiều CS đấy. Đen CS nhờ. Tiếp CS này. Siêu cao luôn. B. Con này đẹp này bác Hương ơi. Size M con này thì chuẩn size M. Chuẩn size M vừa thử sao. Có hai cái phần này. Cái này mặc với áo phông xinh. Cái này mặc với áo phông rất xinh luôn. Lấy cho em mã xám nhá. 60 ạ, xám 160.000. Size M luôn này, nguyên đai nguyên kiện luôn ạ. Lâu. Chất này hơi dày một tí nhá. Size M, M lớn. Nhưng mà đẹp quá, nhưng mà chất sẽ hơi dày một tí đấy. Chất hơi dày một xíu nhá. Nói cho em xin mã dày. Quần đá này, đẹp chưa? Đá. Size M luôn ạ. Đừng hỏng khóa nhá. Mệt mỏi á. Cho em mã kẻ. Không chỉ thích con nào thì để em đo cho. Tại vì mấy con em của Dương cũng là size to mà. Con này size ML luôn này. Size ML luôn này. Xinh nhỉ? Kiểu quần váy ấy. Con này kiểu dòng dòng quần váy ấy mọi người. Size ML nha. Dáng quần váy size ML. Màu hồng yêu chưa? Quần váy ạ, size ML ạ. Con này size L này. Quần váy luôn size L nha các bác. Quần váy luôn ạ, size L. Size L nha mọi người. Kẻ. Kẻ size M cả siêu cao. Kẻ size M. Kẻ size M. Con này hàng của HM, size con này size M vẫn mặc được nha. S lớn M vẫn mặc ok nha. Trắng ạ. Size S lớn M mà ok con đấy giúp em ạ. Size S lớn M mà ok ạ. Màu vàng cam size M này. Màu vàng cam size M, M lớn. Còn chị nào thích áo sơ mi không? Em còn một xào sơ mi nữa. Thì để em lên nốt. Không này em chuyển sang váy. Chồng ơi, rảnh không? Mắc cho bộ ít áo sơ mi đây à? Không mang lại nhăn. Lấy cho em xin mắc vàng. Đây, chị Hương ơi, quần phồng này. Size M nhá. Ừ, sơ mi tiếp đi. Chiến tiếp. Quần phồng nhá, size M. Quần phồng này ạ, là quần phồng chất gấm ấy, size M. 130.000 đi. 130 cho hết ạ. Con quần jean này size S, đẹp lắm mà theo kiểu cá tính một tí ấy. Quần short jean. Size M này, trắng này. Trắng hiệu nhá. Cái đấy của vợ mà. Cái đấy của vợ mà. Con quần phồng nhá, size M. Size M 130.000 cho chị Hương này. Con quần trắng này đỉnh này chị Hương ơi, hàng hiệu á. Hàng hiệu xịn đét luôn, size M. Để cho em xin mã hiệu. Con quần hiệu này là bán 180 ạ. Quần hiệu nhá, 180. Để cho em mã 180, không đẹp không lấy tiền luôn. Chất con đấy quá xịn. Không đẹp không lấy tiền luôn. Con này rơi mẹ mất quỷ. Rơi mất một quỷ đây rồi các chị ạ. Nó hai mấy quy này thì vẫn sử dụng bình thường. Nhưng mà nó vẫn rơi mất một quy thì em vẫn phải báo ấy. Xem mở. Con vải này đẹp này. Em lấy luôn con này cho mọi người giá là 90.000 nhá. Lấy hộ em 90.000. 90.000 size M nhá. Size L mặc đẹp này. Con này size L nhá. Rồi tiếp lên sơ mi hết. Set. Lại phải mặc lồng quần vào lên sơ mi. Con này quần này của Uniqlo. Con quần này là hàng của Uniqlo ạ. Chất mặc thích cực. Phải công nhận là chất bọn này mặc rất là thích. Hàng của Uniqlo nha. Phồng hả? Eo 60, 68, mông 93.
Mông thì thoải mái chị ạ, nhưng mà eo thì em đang sợ hơi chật. À eo thì đang sợ hơi rộng. Nó là size M chị Nguyệt ạ. Không hiểu đúng không? Con này thì eo đang sợ hơi rộng một tí. Tại vì nó là size M. À, cái con này đúng không? Con phồng này đúng không? Dạ ok. Em xíu xíu. Con này eo 6668 luôn à. Bé nhá. Con này eo phải 70 72. Con này phải size M rồi chị Nguyệt ơi, rộng đấy. Con này phải ra đến 72 74. Con trắng ấy, eo phải ra đến tầm 72 74 nhá. Nó là size M mà. Vừa nha chị Hương ơi, con này eo 74 nhá. Eo 74 nhá. Quần phồng này eo 74. Đen. Mệt nhỉ. Này, quần phồng này với quả áo này hợp với nhau không? Mình hợp nhau đến như vậy thế không phải là yêu. Tiếp. Còn một ít áo sơ mi nên nốt cho mọi người nhé. Trắng nào? Quần đó hả? Xem mờ đấy gì? Đẹp. Con áo trắng này đẹp này. Hai bên của nó sẽ có rút nha. Cho em xin áo trắng ạ. À. Trắng. Nó sẽ là form dây rút. Hai bên này. Cho em áo trắng. Trắng 160. Trắng 160. Baby doll nha. Cưng chưa? Baby doll. Em sẽ gì nhỉ? Giờ lên nha các cụ. Đợi em tí. Giờ lên cho các cụ xem nha. Đang hơi bị đau chân. Baby doll này. Baby doll ạ. Baby doll trắng nhá. Lấy cho em xin mãi trắng này. 150.000. Ui con này xinh này. Con này là rất vai, à trễ vai đấy. Con này là trễ vai size S. Size S nhờ, trễ vai size S gì. Nó là trễ vai ạ. Form này mà mặc với quần suông đen. Chấm hết. Mặc với quần suông đen cứng nhờ. Trứng. Hạ thấp cam đi. Ok chưa? Ok hơn chưa? Chờ nó đỡ đau chân. Đứng hẳn 2 tiếng 15 phút rồi. Nào áo cũng dơ mà. Size S thôi, con này chỉ size S thôi nha. Con này chỉ size S gì là vừa giúp em rồi. Đen, đẹp nhờ. Size S gì ạ, để cho em xin mã đen. Đen, 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 đen. Đen, 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 đen. Dạ. Không tố được ạ. Vâng, vâng. Kiểu gì dậy mất cho xem. Lụa trắng ạ. Ơi. Thẻ tí dụng á. Nó vừa rơi gì. Có cần thẻ không? Không. Làm gì nữa đâu. Đi về đi. Trắng này. Xinh không? Trắng lơ, cho em xin mắt trắng. Chất lụa nha. Cho em xin mắt trắng. Trắng, 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 trắng. Xanh bơ này. À xanh kiểu màu xanh xanh. Xanh xanh, xanh xanh ý. Con này là chất kiểu chất gì vậy? Chất tơ sống. Chất tơ sống nhờ. Cái xanh này cho em xin mắt xanh. Chất tơ sống rồi nhờ. Cho em xin mắt xanh nhá. Cổ tàu. Dáng cổ tàu ạ, size tầm M là mặc đẹp, xanh. Cho em xin mã xanh ạ. Dáng cổ tàu mặc xinh, xanh nhá, cho em mã xanh. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Chúng ta là thế nào. Xanh, cho em mã xanh. Con trắng này thì nó sẽ kiểu hơi cá tính một tí. Dáng backroom.
trắng này. Đẹp không ạ? Cho em xin mã trắng nhá, chất thô. Trắng. Chị đang lấy trắng, các bạn trắng giúp em nhé. Một bản 2 dây hoa. Con này không hiểu một cái gì luôn. Trễ vai màu xanh. Con này kiểu màu xanh tím. Em này nó sẽ là dáng trễ vai màu xanh tím nhá. Cái tay con này em có mấy màu luôn ấy. Cái kiểu này này, em có mấy màu luôn. Hồng này. Hồng này size con này Bác Hương không ở trong này đúng không? Size L nhá. Bánh bèo. Bánh bèo hồng ạ. Chế nào lấy hồng này, có mần hồng giúp em nhá. Dáng bánh bèo ạ. Cho em xin mã hồng dáng bánh bèo. Hồng hồng tuyết tuyết. Mệt quá. Thôi, mọi người ráng một chút nữa để em sắp nghỉ. Xanh nhá, con này là sau của nó sẽ là xảy ra như thế này. Con này chỉ là mặc theo kiểu basic thôi. Kiểu thích thích nhẹ dáng basic đơn giản ấy. Xanh này, đẹp chưa? Xanh 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 xanh. Một con văn tơ nha, màu hồng nha, xinh chưa? Size ML. Con này mặc với lại chân váy kiểu điệu điệu một tí các chị. Mắc xinh. Mặc với mấy cái chân váy hoa điệu điệu ấy ạ. Mắc xinh luôn. Chân váy hoa nhá, chất tơ chất tơ chất tơ. Màu hồng chất tơ nha, cho em mã tơ. Yêu nhỉ. Màu hồng chất tơ ạ, cho em xin mã tơ. Xe này, có tất chế là xe hết đây không? Thấy không còn ai xem nè. Xe L nè. Xe L vừa cho em nhá. Xe L. Con đỏ này nó sẽ kiểu là dáng tiệc ấy mọi người. Xe L luôn. Nó sẽ không có tay đâu. Nó sẽ là đỏ tiệc. Cổ đổ ạ. Cho em xin mã đỏ. Đỏ tiệc dáng cổ đổ. Tiệc gì nhá. Nè bà Thúy này, size M. Nhún như là màu xanh nhún. Xanh nhún ạ. 140.000. Xanh nhún 140. Tay bèo. Chắc là phải mai làm tiếp rồi. Ê, một tối mà không làm hết một xào luôn. 2 tiếng mà không hề làm hết một xào. Kinh nhỉ. Nè. Xanh này yêu chưa? Chắc là tối mai, mai tiếp. Lấy cho em xin mã xanh ạ. Xanh 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 nha cả nhà ơi. Chế là lấy xanh này có màu xanh giúp em nhờ. Cho em xin mã xanh. Trắng. Còn ai xem em không? Tớ ngủ nhá. Ây ui. Sao không quay được cổ. Trắng này. Cho em mã trắng. Điệu chưa? Trắng nha cả nhà ơi. Trắng nhá. Trắng bắn bèo. Cho em xin mã trắng. Thôi về đi ngủ nhá. Có gì mai triển tiếp còn nhiều vãi. Nguyên một xào nữa rồi mà. Nạ nạ thích kiểu gì? Không hiểu kiểu gì để mà trộn cho nó cơ. Thiệt. À con này đẹp này. Này. Hay chưa? Sẽ là dáng như thế này nha. Trễ vai nhưng mà nó sẽ là kiểu chun như thế này. Hay chưa? Con này đang bị giãn, giãn chun. Sẽ đi chạy vô. Đó. Kiểu thế. Xe tầm mờ mờ lớn được chưa? Xe mờ mờ lớn được chưa? Còn nguyên mác luôn á. Mới kem sạp. Con này có một con trắng rồi. Kiếm ra con này. Giáng giáng. Trời ơi, hàng bên này đẹp vãi. Sự nó không biết là má thích cái gì. Má ơi. Thôi để tối mai làm đi. Chắc là tối mai lại nên sơ mi tiếp ấy. Tối mai lại nên sơ mi tiếp ấy. Cho nó hết đi, còn nhiều quá à. Nhá, tối mai lên tiếp đi. Nhiều lắm. Được không?
Anh muốn. Nghỉ thôi để giữ sức mai chiến tiếp chứ không ạ. Hơi chúc mọi người ngủ ngon nha. Ừ, 6 người im re luôn nên không biết là mọi người thích gì, kiểu các chị có nhu cầu các chị mới thấy hay các chị mới comment đi. Hay nhà em toàn vậy, làm nhiều khi em trầm cảm lắm. 6 người cũng là đông khách rồi đấy. Nhiều 6 người vào cửa hàng nhưng mà mình cứ đứng ngắm em vậy. Thôi để mai, còn nhiều lắm. Thật buồn mà. Mai lên làm mai tiếp. Như một sào mới cơ. Còn cái chỗ này nữa. Thôi ngủ thôi. Mai lên tiếp. Nhá, chúc mọi người ngủ ngon. Goodbye.